Đương nhiên, ta cũng có ý muốn dạy dỗ thiệu bình ba này một chút. Vị thiệu đại công tử này lòng cao hơn trời, không chịu an phận, chỉ cần để hắn thành công một lần, phát hiện ra giả vô quần cũng chỉ có bản lãnh như thế, sau này hắn sẽ dám tranh cao thấp với giả vô quần ngay. Lần này không ra tay thì thôi, vừa ra tay là phải dẫm hết ngạo khí của hắn, để cho hắn biết, hắn không có lực chống đỡ này trước mặt giả vô quần cả, để cho hắn không dám làm ra những hành động thiếu suy nghĩ chương 1978, nhân vật phong lưu còn phải nhìn hôm nay. Vân cơ đã hiểu, chính là bởi vì đã hiểu, khóe miệng mới nhịn không được co quắp một chút, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn. như hiểu đạo không phát hiện ra, ngược lại nhớ ra gì đó, hỏi ngược một câu. Hồng nương đâu, sao mấy ngày này không thấy nàng chạy đến đây? Vân cơ nói, không phải người thường trên nàng lắm miệng sao? Để cho người yên tĩnh còn không chịu được, Nghiêu hiểu đạo cười ha ha nói. Nàng yên lặng mấy ngày thật, ngược lại ta cảm thấy không được tự nhiên. Tiện, Vân Cơ khinh bỉ nói một câu, nhưng mà vẫn nói ra chân tướng. Hình như gần đây nàng chú ý nhiều hơn đến chuyện tu luyện, gần như đang bế quan để tĩnh tu, nhờ ta xử lý một số chuyện. Nghe ý trong lời nói của Hồng Nương, nàng cách kim đan đỉnh phong viên mãn không xa, có lẽ muốn tu luyện ổn định giai đoạn này. a à, như hữu đạo cảm thấy ngoài ý muốn, nói cách khác, nàng sắp bế quan đột phá nguyên anh kỳ rồi đúng không? Vân Cơ gật đầu, nói, có lẽ vậy nghiêu hữu đạo có vài phần vui mừng nói ta đã nói với tính cách kia của nàng sao lại tự nhiên chạy đi tu luyện sau đó thở dài một tiếng gật đầu đây là chuyện tốt cũng đúng là chuyện tốt thật nếu nữ nhân kia chậm chạp không chịu đột phá viên vô lượng quả kia để cho nàng cũng quá lãng phí rồi sau đó hỏi ngược hại tình huống bên phía quỷ mẫu thế nào rồi vân cơ không biết hắn lại làm cái quỷ gì nhưng biết hắn bỗng nhiên xem trong bên quỷ mẫu tất nhiên là có tính toán người này trốn trong mật thất nhỏ hẹp, ấp ủ một bụng mưu ma trước quỷ, chơi hết bốn phương tám hướng. Không xảy ra chuyện gì cả, vẫn theo lời nói của ngươi, âm thầm duy trì liên hệ theo định kỳ. Khi quân tấn toàn diện thủ thế, hai quân tần, tề rơi vào trạng thái rằng co. Nếu như vẫn để nguyên như thế thì không phải là biện pháp, quân tấn có kho lúa nhiều, nhưng hai quân tần, tề lại chịu không nổi, nhưng đại quân chuẩn bị chiến đấu lại không dám nghỉ ngơi. Dưới sự bất đắc dĩ, La Chiếu lao vào trung tâm quân tề lần nữa, gặp mặt hô diên vô hận trao đổi công việc tấn công chỗ phòng tuyến của quân tần vốn là lãnh địa của vệ quốc nhưng cao phẩm sắp xếp người phòng thủ quá vững chắc làm cho người ta không dám hành động thiếu suy nghĩ lần nuốt hận của hô diên vô hận trên tam đạo pha chính là vết xe đổ ý của la chiếu là măn chặn lực lượng chính diện sau đó hô diên vô hận xuất quân đánh vào tấn quốc nhưng cách đánh này bị hô diên vô hận từ chối nói đến chỗ này vậy thì không thể không nhắc đến sự biêu hãn của người dân tấn quốc chỉ cần kẻ địch đánh đến nhà vậy thì dân chúng sẽ dùng toàn bộ lực lượng bảo vệ nhà cửa, ngay cả những ông già bà già cũng cầm quốc đi lên đánh giặc ngoại xâm. Đó cũng là lý do tấn quốc bị tấn công nhiều năm mà vẫn ngăn cản được bước chân của quân tề, vệ, cũng có thể nói rằng do địa hình hạn chế khuất ở trong một góc phía tây, bên ngoài khó ép vào. Quá nghèo, quá nghèo, hai từ này cũng đã khái quát tổng thể khắp tấn quốc. Mà tấn quốc cũng vì nghèo quá nên cần phải thay đổi, đối mặt với hai nước tề, vệ phong tỏa, bọn họ có nhiều lần có ý đồ đối ngoại để khuếch trương cải thiện hoàn cảnh khốn khó. Nghèo còn có một nguyên nhân khác, đó là vùng núi nhiều, giao thông không tiện, kinh mậu khó có thể thịnh vượng được. Vì vậy, Tấn Quốc có nhiều người dân miền núi, mà tính cách của dân miền núi cũng biết rồi đấy, đại quân có đánh vào thì cũng khó tiêu diệt được hết. Tấn Quốc có thể tồn tại được trong hoàn cảnh khó khăn, tất nhiên là có nguyên nhân của nó. Đối với điểm này, Hồ Diên vô hận hiểu sâu trong lòng, rất rõ ràng, hắn lãnh binh đánh vào trong tấn quốc không phải một hai lần, nhưng cuối cùng đều vì nhiều lý do khốn khó mà phải triệt binh, nếu không gặp kẻ địch như tấn quốc, Hồ Diên vô hận đã tiêu diệt tấn quốc từ lâu rồi. Cũng vì nguyên nhân này, Cao Phẩm mới tập trung tinh lực bố trí phòng vệ ở vệ địa. Nhưng khi nhìn thấy tấn quốc kinh doanh khởi sắc với vệ địa, ngay cả một gốc giả, thóc giống đều đã trồng xuống, chẳng lẽ còn muốn nhịn đến lúc đối phương đến thu hoạch luôn sao? Tần quốc đã bắt đầu gieo giống thóc, nhưng nếu Tây Bình Quan rơi vào tay quân tấn, bên Tần Quốc khó mà đưa tiếp tế được, nếu đi đường biển thì sẽ bị Tần Quốc dốc sức ngăn cản, mà vận chuyển bằng thuyền cũng không tiện. Mà dân chúng phần lớn của Tề Quốc là chăn nuôi, không am hiểu trồng trọt, ôm chân Phật tạm thời thì làm được gì, mà diện tích trồng trọt còn cần nguồn nước lớn, hệ thống tưới tiêu trên thảo nguyên minh mông của Tề Quốc rất hiếm có. Những năm qua Tề Quốc đều giao dịch trao đổi lương thực với vệ quốc, bây giờ lại bị quân Tấn bóp chết. Chiến lược của Tấn Quốc rất rõ ràng, chính là muốn dùng chiến loạn để hao phí của cải của bọn họ, cuối cùng có thể dễ dàng thu thập hết. Đối mặt với thế cục như vậy, cuối cùng Hô Diên vô hận và La Chiếu cũng quyết định đánh một lần, bọn họ không đánh không được, triều đình ở phía sau tạo áp lực quá lớn. Tấn quốc đánh hạ về quốc, chiếm thế thượng phong trên chiến lược, càng kéo dài lâu, càng bất lợi cho hai nước tần, tề, triều đình hai nước thấy vậy, tất nhiên sẽ tạo áp lực cho bọn họ nghĩ cách. Một trận chiến đã kéo lên màn mở đầu, quân tần bỗng nhiên đánh lén phòng tuyến quân tấn, suýt chút nữa bị La Chiếu công phá, may nhờ cao phẩm nhanh chóng điều binh ngăn cản. Cao phẩm vừa điều động binh mã, Hồ Diên vô hận lập tức phát động tấn công từ bên khác. Nhưng phòng ngự tiền tuyến của cao phẩm được sắp xếp theo tam giác ngược kim thước kinh điển, hai điểm tiền tuyến kẹp cứ điểm, ở hậu phương có thể chi viện cho bất kỳ điểm tiền tuyến nào. Phòng tuyến được bố trí theo tam giác ngược tương liên, như vậy thì hậu phương có thể nhanh chóng chi viện cho hai điểm tiền tuyến, chẳng những có thể dựa vào phòng ngự để tiết kiệm binh lực, mà lúc nào cũng có thể thành hình phòng tuyến. Cao phẩm chỉ huy hai đội nhân mã, cùng lúc chống lại thế công của hai quân tần, T, nếu như bị công phá, quân địch vừa xông vào, tam giác ngược sẽ biến thành tam giác chính, hoặc trực tiếp biến thành giáp công bốn góc, có thể nói là phát huy vô cùng tinh tế trận pháp tam giác ngược này. Dựa vào công sự lúc trước, chiếm được ưu thế từ địa lý, công thêm tấn quốc phải đối mặt với quy mô tấn công của hai nước mà vẫn không rơi vào thế yếu, thậm chí còn chiếm thế thượng phong, có được chỉ huy vững chắc như cao phẩm, tần quốc lấy một đánh hai vẫn vững vàng sau trận chiến này, cao phẩm danh chấn thiên hạ, Hồ Diên vô hận liên thủ với La Chiếu lại công không phá được phòng tuyến của cao phẩm, có thể thấy được người trong thiên hạ nghĩ thế nào rồi đấy. Triều đình Tấn Quốc rất phấn khởi, khen Thái Thúc Hùng anh minh, dù sao cao phẩm là do Thái Thúc Hùng đề bạt lên, dù cho cao phẩm từng nhiều lần bại trận dưới tay Hồ Diên vô hận, Thái Thúc Hùng vẫn trọng dụng cao phẩm như cũ. Mà cao phẩm cũng không làm cho Thái Thúc Hùng phải thất vọng, lần này hắn đã rửa sạch nhục nhã rồi ngay cả trưởng môn thái thúc phi hoa của khí vân tông cũng khen thái thúc hùng khen hắn là hoàng đế có ánh mắt biết dùng người ở trình độ nào đó mà nói thái thúc hùng vốn là do thái thúc phi hoa nâng đỡ lên nên lần này thái thúc hùng đã cho thái thúc phi hoa nở mặt nở mũi sau trận chiến này cho dù bên trong khí vân tông có ý kiến với thái thúc hùng hay triều đình có ý kiến với cao phẩm tất cả đều biến mất chuyện đến bây giờ có thể nhìn ra năng lực chỉ huy tác chiến của cao phẩm đã giữ cho tấn quốc chiếm thế thượng phong muốn chiếm được lãnh địa hai nước tề, vệ là sớm hay muộn mà thôi. Nếu như một tay tấn quốc nắm được kho lúa, tay kia nắm giữ nơi cung cấp chiến mã, cao phẩm có thể lập công lớn cho tấn quốc. Trong lúc bấy giờ, danh tướng trong thiên hạ, không có ai có danh vọng như cao phẩm nữa, người đời có câu mông sơn minh, tề vô hận đã cũ rồi, cao phẩm đã đứng đầu ngọn gió, gần như lấn át được cả mông sơn minh và hô diên vô hận. Trường 1979, nhanh đi, một, một trận chiến nuốt kiêu kỳ quân của vệ quốc, làm cho hô diên vô hận nuốt hận mất con ba trận chiến đối đầu với hai người hô diên vô hận và la chiếu phần lớn người chỉ biết cao phẩm khí thế lớn như sơn hà không thấy một tướng công thành vạn cốt khô phần lớn người không biết phía sau một cuộc chiến trang cần trả giá bao nhiêu xương máu chiến tranh làm cho vô số người mất mạng mà sau cuộc chiến tổ chức tình báo của ba quốc gia còn ác chiến không ngừng người đến ta đi người chết đủ kiểu thậm chí có nước khác tham gia trong bóng tối nữa nhưng người ngoài không thể ngửi được mùi máu tươi phần lớn người chỉ biết tấn quốc quét hết khốn cùng quốc vận đã đến phần lớn người chỉ biết nhân vật phong lưu còn phải nhìn hôm nay quy dân nuôi tầm đồng ruộng xanh biếc núi non tươi tốt gia đình có cầu nước nhỏ nhìn qua như thế ngoại đào nguyên trên đỉnh núi ngoài một thôn nhỏ có một con kim sĩ bay xuống bên ngoài nhà tranh của thợ săn thợ săn nghe tiếng bước ra thấy có mật thư trong ống tre dưới chân kim sĩ sau khi lấy thư ra ngoài hắn lập tức xuống núi đi đến thôn nhỏ mà trên tán cây gần nhà tranh, một con chim thúy vỗ nhỏ theo chân kim xí đến nhảy nhót trên cây một lúc, sau đó vỗ cánh bay đi. Bên ngoài bờ sông nhỏ, vì chân không tiện nên ẩn cư giả làm người bán hàng rong cũng chính là gia cát trì, hắn đang ngồi câu cá một mình bên bờ sông. Thợ săn xí đến, ngồi xổm nhấc sọt cá lên, thử hỏi con cá này bán thế nào. Trong lúc đó có một cục giấy rơi vào trong giỏ cá, sau đó rời đi. Lúc gia cát trì câu được một con cá nữa bỏ vào sọt, hắn lấy tờ giấy lên tay tiếp tục ném cần câu, hắn thi pháp mở tờ giấy trong lòng bàn tay ra, nhìn nội dung trên đó, sau đó yên tâm thả câu. Đợi đến lúc đưa cần về thôn, đi ngang qua học được, đưa cá cho tiên sinh dạy học hải vô cực. Nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa trong học đường, hắn hỏi một câu. Chiến sự ở phía tây đã tạm ngừng, sau khi bắt hết cá trong giỏ qua chậu, hải vô cực hỏi một câu. Ai thắng ai thua, Gia Cát chỉ nói, không phân thắng bại, cao phẩm chiếm thế thắng, nhưng cố gắng nhịn xuống, nếu hai quân tần, Tề không chịu nổi, chỉ có thể lui binh. Hải vô cực thở dài một tiếng, nói: "Nếu không phân thắng bại thì có nghĩa là Tần, Tề thua, nếu tiếp tục như vậy, sợ rằng hai nước này khó mà giữ nổi." Mặc dù người không cầm quyền, nhưng vẫn còn ánh mắt nhìn ra khốn cảnh của Tần quốc và Tề quốc. Gia cát chỉ nói: "Tiên sinh, chuyện đã qua, đừng nhớ mãi không quên nữa, không tốt gì với ngươi cả, cũng không tốt với tất cả mọi người." Hải vô cực nói: "Ý của ngươi là ngay cả tư cách đùa giỡn ta cũng không có sao. Ra cát chỉ lặng yên, sau đó nói: Ta sợ ta sẽ liên lụy đến ngươi. Nếu không vì ta, có lẽ tiên sinh lúc nào cũng có thể đông sơn tái khởi được. Nhưng ta cuốn vào. Thật ra lúc được tiên sinh cứu mạng, ta đã biết nếu như dùng ta chỉ là vì đời sau có một con đường sống, không nên có ý nghĩ khác. Trong thời loạn thế này, có thể sống là được rồi. Còn sống mới có cơ hội, có thể lặng yên chờ thời cuộc thay đổi. Thế hệ này không đợi được thì để cho đời sau chúng ta không nên liên hệ với người bên ngoài nhiều nữa, nếu như bại lộ, hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi, thế lực phiêu miểu các quá lớn. Hải vô cực im miệng không nói, mà đổi thành một bên, thợ săn quay về nhà tranh trong núi, hắn đã bị mấy ánh mắt trong bóng tối theo dõi rồi. Ba người âm thầm ẩn núp, đều ăn mặc như nông phu, một người trong đó còn cầm một con chim thúy vũ nữa. Ba người quan sát phản ứng của thợ săn, nhìn thấy thợ săn thả kim xí xong, quay về phòng, ánh mắt của cả ba người nhìn về phía thôn trang yên tĩnh kia một người nói nhỏ, mặc dù bốn phía xung quanh thôn trang đều là núi, nhưng lại có nhiều gò đất xung quanh, nếu như đối phương có đề phòng từ trước, mà chúng ta đến gần điều tra, vậy thì rất dễ bị phát hiện. Người còn lại nói, thật là biết chọn chỗ, cũng đủ cẩn thận, ngay cả kim sĩ cũng không dám cho người dân trong thôn nhìn thấy, cố ý sắp xếp một thợ săn trên núi để tránh tai mắt của người khác. Người cầm con chim thúy vỗ trên tay nói, các ngươi ở lại nhìn nơi này, ta quay về báo tin. Hai người khác khẽ gật đầu, Tỏ vẻ đồng ý, người cầm con thúy vỗ trên tay còn nhắc nhở thêm, nhớ kỹ, chỉ cho phép quan sát, không cho phép đến gần, cũng không cho phép các người tiếp xúc với bất kỳ kẻ nào. Bất kể là ai, cũng không được tự tiện hành động, tuyệt đối không được đánh cỏ động rắn, ở yên chờ bên trên sắp xếp. Nếu như để mục tiêu chạy thoát, các người tự gánh hậu quả. Vâng, hai người nhỏ giọng lĩnh mệnh, người cầm chim thúy vỗ trên tay chậm rãi lui về rời đi, sau đó nhanh chóng biến mất trong núi sâu rừng xa. Nghiêu Hữu Đạo đang khoanh chân ngồi tính tòa tu luyện trong mật thất, vân cơ vội vàng bước vào, đi đến trước mặt hắn, trầm giọng nói: "Có việc gấp." Nghiêu Hữu Đạo nâng hai tay lên, chậm rãi thu công xuống, dừng việc tu luyện lại, mở mắt. Nói, Vân Cơ đưa mật tín ra, nói: "Phương thức liên lạc của ngươi và người thánh cảnh đã khởi đông phương thức thứ hai." Nàng còn không biết người bên thánh cảnh là Toa Như Lai, Nghiêu Hữu Đạo không nói cho nàng biết chuyện vô lượng quả, cũng không lộ ra Toa Như Lai với bất kỳ ai, từ việc hắn không tiếc lợi dụng Thiệu Bình Ba và Lam Minh để bảo vệ đường dây này, có thể thấy được hắn xem trong điều tuyến của Toa Như Lai thế nào. Nếu như chuyện bại lộ, Toa Như Lai là át chủ bài cuối cùng để hắn liên lạc nắm giữ động tĩnh trong thánh cảnh. Mà cái gọi là phương thức liên lạc thứ hai, chính là sợ tin tức đến thánh cảnh quá phiền phức, sẽ bị chậm trễ thời gian, không kịp cướp người trước tay cửu thánh, nên để Toa Như Lai sắp xếp một người có thể tin được, nếu như phát hiện động tĩnh bên ra cắt trì, lập tức phát động thiết bị dự bị, trực tiếp liên lạc với bên này. Vì vậy Nghiêu Hữu Đạo vừa nghe, lập tức hiểu được có manh mối nơi ở của Gia Cát Trì rồi. Hắn nhanh chóng đứng dậy, cầm mật thư về tay, nhìn qua một lượt, thổn thức nói. Nhanh như vậy đã tìm ra, tốc độ vượt qua dự liệu của ta, không hổ danh là phiêu miểu các, may mà ta đã chuẩn bị trước, nếu không đã trở tay không kịp rồi. Chắp hai tay sau lưng, hắn trầm giọng nói, lập tức hồi âm, động thủ. Vân cơ hỏi, động thủ thế nào, Nghiêu Hữu Đạo nói, Ngươi không cần biết rõ việc này, ta đã sắp xếp với bên kia rồi, chỉ cần hồi âm như vậy là được." Vân Cơ nói, "Vậy bên Thiệu Bình Ba thì sao?" Ngưu Hữu Đạo nói, "Ta làm việc của ta, hắn làm việc của hắn, không liên quan đến nhau, ta ngược lại muốn xem thử lúc nào hắn mới truyền tin cho ta, nếu hắn không tham gia náo nhiệt, vậy thì một ngụm nước đắng kia hắn không có cách nào khác là phải nuốt xuống." Mặc Kệ hắn, chúng ta phải tranh thủ thời gian trước cửu thánh, lập tức trả lời. Còn hồng nương bên kia nữa, gọi nàng đừng tu luyện, đến chỗ ta đợi lệnh đi. Vâng, Vân Cơ biết chuyện này rất quan trọng, nên nhanh chóng quay người rời đi. Nhiêu Hữu Đạo đi mấy bước đến trước địa đồ, lấy thư ra nhìn rõ ràng lần nữa, sau đó tìm được chỗ ở của mục tiêu trên địa đồ, móng tay vẽ một đường cong, sau đó nhìn địa đồ suy nghĩ, ánh mắt lóe lên không ngừng. Thiệu phủ tấn kinh, một nho sinh bị thiệu tam tỉnh đưa vào phủ, tự mình dẫn đến thư phòng. Trên dưới trong phủ đều biết, thiệu đại nhân cầu hiền như khát, chiêu mộ chi sĩ uyên bác từ bốn phía, nên dẫn người vào phủ cũng không có gì là lạ. Trong thư phòng, thiệu bình ba sớm chờ từ lâu, hai người vừa thấy mặt, nho sinh đã ép giọng xuống, nói ra giọng của Lam Ninh. Ngươi làm cái quỷ gì vậy? Không phải đã nói là người của ta không cần tự mình tham gia, chỉ cần mật báo là được sao? Ngón tay của thiệu bình ba gõ nhẹ lên mặt bàn, nói nhỏ. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, ra các chỉ là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đấy, ở trong tay ai, thì sẽ trở thành đại sát khí trong tay người đó, chẳng lẽ ngươi không muốn biết hắn đột phá Nguyên Anh kỳ thế nào sao? chương 1980, nhanh đi! hai Một câu đâm thẳng tim, làm cho trái tim hắn đập thình thịch, ánh mắt lóe lên không ngừng, hắn xích lại gần, nói nhỏ. Ngươi có ý gì, cái gì mà ở trong tay ai thì là của mình, không phải ngươi cùng một bọn với người lúc trước sao? Thiệu Bình Ba nói, đúng là một nhóm, nhưng ngươi thấy có nhóm nào không chia phe phái sao? Mặc kệ người ở nhóm nào, đều chia ra thân và không thân, đạo lý như vậy không cần ta phải dạy ngươi đúng không? Ngươi cũng biết rồi đấy, mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào, thực lực trên tay người nào mạnh, người đó mới có tiếng nói, cho dù liều mạng cũng có vài phần thực lực. Lam Minh âm thầm cắn răng nói, vậy sao ngươi không nói sớm, bây giờ mới nói cho ta biết thì còn ra tay kịp sao? Thiệu Bình Ba nói, thân phận của ngươi đã bị lộ, sao ta biết được bọn họ có liên lạc với ngươi không, chưa có kết quả thì đừng phán đoán cách làm việc của ta có kịp hay không thì phải nhìn ngươi rồi. Ánh mắt của Lam Minh lóe lên, ngươi còn chưa nói tin tức cho bên kia biết sao. Thiệu Bình Ba hỏi, nói cái gì, nếu chung một đám, ở trong tay ai cũng giống nhau đúng không? Chỉ cần ngươi đắc thủ, sau đó tối nay thông báo thì sao? Ngươi còn do dự gì nữa? Chẳng lẽ không muốn biết ra các chỉ đột phá Nguyên Anh thế nào xa? Lam Minh cắn răng một cái, không nói thêm lời nào, lập tức quay đầu bước đi. Thiệu Bình Ba ở phía sau dặn dò, nhớ kỹ, chuẩn bị tốt phía sau, đừng phá hết đường của mình. Làm mình quay lưng về phía hắn giơ tay lên, không nói nhiều, nhanh chóng rời khỏi thư phòng. Phù, thiệu bình ba cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngoài thôn yên tĩnh, trên con đường núi liền với bên ngoài, có vợ chồng quần áo bẩn thỉ, dắt một con lừa. Trên thân con lừa cóng bao lớn bao nhỏ, còn có một đứa bé bẩn thỉu được đặt trong giỏ trúc. Nữ nhân dắt lừa, trên người nam nhân cõng một chiếc giỏ chứa đầy dụng cụ tu bổ, luồn lách trên đường vừa nhìn là biết là người lành nghề đi kiếm ăn bốn phía. Trong chỗ tối trên rừng, có hai đôi mắt nhìn chầm chầm một nhà ba người này. Là người trong thôn, hay là người bên ngoài đi vào? Không rõ lắm, nhưng nhìn danh sách người trong thôn, hình như không có người nào có nghề nghiệp như hai người, muốn chặn lại không? Xem tình hình trước đã, đừng rút dây động rừng. Người dắt con lừa kia vừa vào thôn, đã gào to, sau đó có nhiều thôn dân đi ra sửa đồ, tiền công cũng chỉ được mấy đồng. Thôn dân cũng không có tiền, người dưới tầng chót chỉ dùng chút tiền đó để trao đổi, còn về kim tệ này đó thì chỉ có người cấp trên có thể diện mới sử dụng mà thôi. Nam nhân làm việc, nữ nhân ôm con chăm sóc, sau đó bắt chuyện với người trong thôn dân. Người dân trong thôn thật thà, không lâu sau bọn bọ đã kể ra hết mọi tình huống trong thôn. Rõ ràng là đang hỏi thăm tình hình, dễ làm cho người khác chú ý, ra cắt chỉ nhanh chóng đến gần đó, nhìn chằm chằm hành động của một nhà ba người. Sau khi giao dịch trong thôn xong, nữ nhân kia dùng lý do là thuận tiện, đưa đứa bé nhờ thôn dân trông nom dùm. Sau khi thoát thân khỏi đám người, nữ nhân kia đi đến một chỗ yên lặng, phát hiện phía sau có động tính, nói nhỏ một câu. Người một nhà, vừa dứt lời, cổ đã bị bóp chặt, nàng bị ấn lên tường, người ra tay là Gia Cát Trì. Người một nhà, người một nhà ở đâu ra? Trong mắt Gia Cát Trì đã hiện lên sát ý, hỏi. Các ngươi là ai? Nữ tử khó khăn nói. Ta và các ngươi cùng tình cảnh với nhau. Ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần biết, xung quanh nơi này đã bị phiêu miểu các khống chế, cửu thánh sắp đến đây, đi nhanh đi. Nhớ kỹ, ở thanh thủy cương hướng đông nam cách chỗ này 20 dặm, có người giúp các ngươi thoát thân. Cửu thánh sắp đến rồi, cửu thánh tự mình đến, ra các chỉ nghe mà hãi hùng khiếp phía, âm thầm cắn răng nói. Ta dựa vào đâu để tin ngươi, dựa vào đâu để đi với các ngươi, nữ tử kia nói, bây giờ nói cái này không phải muộn quá rồi sao, các ngươi không nên liên lạc với bên ngoài. Bây giờ phiêu miểu các đã bày thiên la địa võng ra. Nếu người nghĩ rằng mình có thể chạy thoát mà không cần sự giúp đỡ của chúng ta, vậy thì người tự đi đi. Người nào đi đường người đó, không ai liên quan đến ai. Ánh mắt ra các trí lóe lên không ngừng. Hắn không biết tình hình bên ngoài, không biết nên làm thế nào, nhất là đứng trước quái vật khổng lồ như cửu thánh. Đối phương nói người phiêu miểu các tìm đến đây, chuyện này không cần nghi ngờ, vì đối phương có thể tìm ra hắn chứng minh hắn đã bị lộ hành tung rồi.ít nhất chúng ta cũng mạo hiểm đến báo tin cũng không phải đến hại các ngươi. Nữ tử nói xong câu này, cũng không giải thích nhiều. Nhân dịp bây giờ có thể đi, thì đi nhanh đi, nếu không người của chúng ta cũng không dám giúp các ngươi nữa đâu. Thả tay ra, ta nói với ngươi lâu quá rồi, sẽ bị tìm kiếm, nếu làm lớn chuyện thì không ai chạy thoát được đâu. Nhớ kỹ, sau khi rời khỏi đây không được liên lạc với bất kỳ ai, người của các ngươi đều bị giám sát hết rồi. Nhớ đấy, xung quanh bốn phía trên núi đều có thám tử, phải lặng lẽ rời đi, còn đi như thế nào thì các ngươi tự nghĩ cách. Nói xong dùng sức đẩy tay Gia Cát Trì ra, có thể đẩy ra, chỉ vì bây giờ Gia Cát Trì đã không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chờ mắt nhìn nữ nhân đó rời đi, Gia Cát Trì tâm loạn như ma, hắn do dự mãi, cảm thấy nếu đối phương muốn hại mình, vậy thì không cần phải đến thông báo. Bước ra khỏi lối ngoặt, hắn đi thẳng đến học được, tìm được hải vô cực. Hải vô cực đang lên lớp cho đám nhỏ trong chấn, Gia Cát Trì đứng ngoài cửa đợi hắn nói hết. Sau đó thì thầm nói cho hắn nghe mọi chuyện. Hải Vô Cực nghe xong thì thay đổi sắc mặt, cực kỳ hoảng sợ, nói: "Thật hối hận vì không nghe lời ngươi, không nên liên lạc với người bên ngoài, bây giờ nên làm thế nào mới tốt?" Gia Cát Chỉ nói: "Không thể dừng lại đây được nữa, rời đi ngay. Được, nhưng không thể để món đồ kia ở đây được, bây giờ ta đi lấy." Hải Vô Cực quay đầu bước đi, Gia Cát Chỉ kéo hắn lại, nói: "Đừng tạo ra động tính, nếu bây giờ đi gấp, những đứa bé này bỗng nhiên nghỉ học thì sợ rằng sẽ làm cho người ta nghi ngờ, cứ bình tĩnh lại đã. Đôi vợ chồng kia không gấp gáp đi ngay, đã nói lên rằng cửu thánh chưa đến đây ngay, trong thời gian ngắn vẫn an toàn, ngài đi sắp xếp việc học đi, sau đó chúng ta sẽ bí mật rời đi. Hải vô cực làm theo, đi vào giảng bài bình thường, sau đó đợi sắp đến giờ tan học, bố trí việc học cho bọn nhỏ. Sau khi học sinh tan học, giải tán ra, hải vô cực mới nhanh chóng đi về phòng mình, lấy đồ vật ra, nhanh chóng đi theo ra cắt trì trên người cả hai đều không mang bất cứ hành lý nào, đó cũng là ý của gia cát trì, không cần thiết đưa theo đồ vật vướng víu nào. bây giờ thoát thân được mới là quan trọng. đừng nói tới hành lễ, ngay cả các thợ săn trên núi cũng không để ý tới, chỉ cho rằng đã chết. kênh nước ở bên cạnh học đường có một cây đào, bốn phía đều có nhà cửa che lại, không sợ bị người trên núi phát hiện ra. khi chọn thời điểm, có một số việc đều cần phải suy nghĩ cho kỹ. gia cát trì lôi thẳng hải vô cực xuống nước quan sát bốn phía một lượt rồi ra cát chỉ đột nhiên ấn hải vô cực vào sâu trong nước, mình cũng nhào xuống theo. Thi pháp phân thủy, một tay còn phải dẫn người nhưng vẫn nhanh chóng như cá mượn hai bờ kênh nước hiểm hộ mà rẽ nước bơi đi. Đi qua kênh nước, quẹo vào lạch bên ngoài thôn, nước khá sâu rồi, ra cát chỉ kéo người lặn xuống nước, trên đường vẫn luôn duy trì sự cảnh giác cao độ. Cũng may mắn là nhận được mật báo đúng lúc, bên phiêu miểu các vì muốn tránh rút dây động rừng mà còn chưa triển khai phong tỏa quy mô lớn hiện nay mới chỉ cẩn thận theo dõi mà thôi. Một đường thoát hỏi con kênh nhỏ, có nghĩa là đã cách xa thôn trang. Ra khỏi kênh nhỏ, xuôi theo dòng nước, hai người trốn vào sông lớn, yên lặng thoát đi. chương 1981, chỉ là một gánh nặng mà thôi, giết đi rồi tính. Trong thôn trang, các thôn dân cũng không biết đã có hai người biến mất. Mỗi người đều có cuộc sống riêng. Người bán hàng rong cùng với tiên sinh dạy học vốn không có họ hàng gần với thôn dân nào, không có người nào để ý tới họ. Còn hai vợ chồng Tu Tu, Bổ Bổ thì vẫn chưa vội vã rời đi, còn ở lại trong thôn dùng bữa cơm. Đợi khi Tu Tu, Bổ Bổ thu dọn đồ trong thôn xong, hai vợ chồng cho lửa ăn no cỏ khô rồi mới một lần nữa nhấc hành lý đi. Lúc tới như thế nào, lúc đi liền như thế, trên người có thêm 10 đồng tiền mà thôi, người phụ nữ còn đếm từng đồng tiền một. Rời đi dọc theo sơn đạo, toàn bộ hành trình của hai vợ chồng đều bị những đôi mắt nhìn chằm chằm. Ra khỏi núi, đến Quan đạo rồi, hai vợ chồng vẫn dắt lừa đi bộ trên đường thấy một lương đình trong lương đình có một lão hán bên người bày hai cái thùng nhìn thấy có người qua đường đi qua lão hán rêu dao bán nước đây bán nước đây nước ngọt ngon giải khát đây hai vợ chồng khẽ gật đầu với lão hán trong lòng lão hán biết rõ biết sự việc đã ổn thỏa nên lập tức đứng dậy như là đi ra mời chào khách nhân mua nước miệng lại nói mấy câu khác đi thẳng đừng có ngừng đi đường bộ mà đột nhiên biến mất thì quá rõ sau khi gặp bến tàu thì đi đường thủy đi thuyền rời đi tránh việc sau đó bị người ta tra được hướng đi của các ngươi người chồng nói làm thế nào để liên hệ lão hán đáp nhanh người lái thuyền là người của chúng ta nhìn thấy nhóm các ngươi thì sẽ chủ động thu xếp nhanh chóng trao đổi hai câu song phương liền rời đi hai vợ chồng khoát tay áo ý rằng không mua tiếp tục đi tiếp lão đầu không thể thuyết phục khách mua dáng vẻ vô cùng tiếc rẻ quay lại lương đình ông ta không phải ai khác chính là vương tôn tâm phúc mà xa như lai phái ra công phu hóa trang ở đây tự mình khống chế sắp xếp việc này chờ một hồi không thấy trên đường có người nào đi qua nữa lão đầu dọn hai thùng nước rời đi trên đường gặp người đi đường thì vẫn gào to như thường sau đó có hai người cưới ngựa đi tới cản lão đầu lại để mua nước trong quá trình mua bán lão đầu thấp giọng hỏi thôn dân trong thôn đó đều đã nhớ kỹ chưa một người thấp giọng nói lão huynh người bị đổ nước vào não rồi à sao nhớ được không có cách nào để nhớ, chỉ đành ghi lại, đây có danh sách sao chép từ chỗ phiêu miểu các, căn bản không dám kinh động tới người quen thuộc tình huống trong thôn. Rết nhiều chân cho dù bị chặt mất vài cái cũng không sao, người có thể trốn ở chỗ này chỉ sợ cũng đã có sắp xếp nhất định. Bọn ta chỉ có được danh sách, người trong thôn chúng ta căn bản không biết. Dứt lời thì nhận bầu nước uống trong tay người còn lại. Lão đầu, có phải thôn dân trong thôn hay không luôn có thể nhìn ra một số dấu hiệu nhất định, mở to hai mắt nhìn cho ta sắp tới có thể sẽ có người ngoài tham gia, một khi phát hiện không phải người trong thôn ra vào đó, dưới tình huống bứt dây động rừng cũng phải nghĩ cách nhanh chóng vạch trần thân phận bên ngoài. Hiểu rồi, hai người nhẹ giọng đồng ý, sau đó một người ném một đồng bạc cho lão hán, vung tay lên, ý bảo không cần thối lại. Lão đầu liền vội và ngật đầu cúi người cảm ơn, nhìn theo hai người phóng người lên ngựa rời đi. Sau đó lão đầu tiếp tục gánh hàng đi về phía trước. Thanh Thủy Cương, địa danh như tên, non xanh nước biếc, gia cát chỉ kéo hải vô cực từ ngoài núi đi sâu vào bên trong đi vào trong thanh thủy cương nhìn thấy phía dưới đó có một người đang thả câu bên dòng suối xung quanh không còn ai khác nên chỉ đành đi về hướng đối phương đi tới bên cạnh đối phương hỏi ngươi là ai đối phương ngồi thả câu không nói gì làm hắn không thể không nhìn chung quanh quả thực không có người nào khác nữa hải vô cực hết nhìn đông tới nhìn tây trong lòng thực sự là căng thẳng không yên hiện tại đang phải chạy trốn thoát thân bọn họ không dám liên hệ với người của mình nữa, đối với tình huống hiện tại đều không biết gì, căn bản họ không biết đang phải đối mặt với cái gì. người thả câu đột nhiên vung cần câu, dây câu quét ngang hai người phía sau, uy lực xé gió đó khiến Ra Cát Chỉ cả kinh. Ra Cát Chỉ nhanh chóng xuất thủ, Tóm Hải vô cực tránh khỏi dây câu, một tay tiện tay kéo Hải vô cực về phía sau. hai người kéo dây câu rằng co với nhau, Ra Cát Chỉ kinh hãi với tu vi của đối phương tu vi e rằng chưa chắc cao hơn mình nhưng tu vi này căn bản không thể nào là tu sĩ dưới nguyên anh cảnh nên có. Nhưng nhìn đối phương vẫn đưa lưng về phía mình, dường như không có định ý. Gia Cát chỉ lần nữa trầm giọng hỏi, ngươi là ai, người thả câu đột nhiên dồn pháp lực vào dây câu, dây câu phượt một tiếng, đứt rời, sau đó gã mới chậm rãi đứng lên. Ánh mắt của Gia Cát chỉ chợt hoảng, chỉ thấy phía trước dòng nước chợt dâng lên một cơn sóng đẩy một con bè trúc xuất hiện, trên bè có hai người đang đứng, chậm rãi xuôi dòng mà đến. Bè trúc chạy xuôi theo dòng nước, hai người trên bè lăng ba vi bộ, đạp nước lên bờ. Hai người đó không phải ai khác, chính là Nhiêu Hữu Đạo và Vân Cơ sau khi dịch dung. Nhiêu Hữu Đạo đích thân tới, tự mình quan sát tình huống để xác nhận, thật sự là có một số việc không thể lơ là, không tự mình đến một chuyến căn bản là không yên tâm. Ánh mắt của Nhiêu Hữu Đạo nhìn về phía người câu cá, người sau hơi gật đầu, cuối cùng nói. Nhìn tu vi chắc là không sai, ánh mắt của Nhiêu Hữu Đạo nhìn về phía hai người mang vẻ mặt cảnh giác, Cười ha ha. Đừng căng thẳng, người một nhà, sau đó chỉ hai người. Gia Cát Trì, Hải Vô Cực, mặt Gia Cát Trì lạnh lùng nói, rốt cuộc các người là ai? Ánh mắt của Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm vào Hải Vô Cực, ý cười trong mắt đậm hơn, có vị này ở đây là tốt rồi. Chỉ cần có vị này ở đây, Gia Cát Trì chính là thịt nằm trên thất, không phải dễ dàng khống chế được hay sao, quá tốt. Về phần hắn là ai, hắn chắc chắn sẽ không nói ra được, nhất là Hải Vô Cực ở đây gây ra việc hải vô cực nước mất nhà tan hắn cũng có phần tạm thời không thích hợp để đối phương biết thân phận của mình sau đó cười nói ta là người như thế nào không quan trọng nhưng nhất định là người đối địch với cửu thánh trước khi các người chưa chân chính nhập bọn chúng ta cũng chưa thật sự yên tâm với các người thì sao ta có thể nói thân phận của ta cho các người biết được gia cát trì đã lo vậy thì vì sao phải tìm chúng ta không phải tìm các ngươi là tìm ngươi không có quan hệ gì với hắn nghiêu hữu đạo chỉ hải vô cực phải tay sang một bên. Hắn có thể đứng sang một bên, chúng ta cảm thấy hứng thú với tu vi của ngươi, bởi vì chỗ chúng ta có một đám cao nhân có tu vi giống ngươi, vừa rồi ngươi đã lĩnh giáo rồi. Nếu như ngươi không tin thì có thể thử lại lần nữa. Giơ tay lên ý chỉ cứ tự nhiên, vân cơ lập tức tiến lên, trên người chờ tản ra khí cơ bàng bạc sông thẳng về phía đối phương. Một tu sĩ Nguyên Anh, ra các chỉ thân là tu sĩ Nguyên Anh, đương nhiên có năng lực nhận biết nhất định. Có một đám tu sĩ Nguyên Anh. Gia Cát chỉ thầm kinh hãi, cảm giác mình có thể đột phá đến Nguyên Anh đã là một ngoại lệ, sao lại có tận một đám chứ? Không thể có khả năng cửu thánh chạy tới đón hắn được, điều đó là không thể nào, xem ra thiên hạ này quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Một đám tu sĩ Nguyên Anh, ánh mắt của Hải vô cực cũng lóe lên liên tục, dường như nhìn thấy được hy vọng gì đó. Đối với ánh mắt của Y, như hữu đạo mỉm cười, bởi vì thích việc Hải vô cực có ánh mắt này. Rốt cuộc các người là ai? Gia Cát chỉ nghi ngờ lặp lại câu hỏi. Nhiêu Hữu Đạo nói, muốn hiểu chúng ta thì hãy gia nhập với chúng ta. Nói vậy chắc người cũng có thể đoán được một ít, người sợ cửu thánh nên mới phải trốn, bọn ta cũng giống vậy, cửu thánh tu hành nhiều năm, thực lực rốt cuộc đã cao đến mức độ nào, bọn ta chưa giao thủ với bọn họ nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể yên lặng tích lũy thực lực đợi cơ hội tốt. chương 1982, lại có người bán hàng rong tới một. Chỉ có liên thủ những người như chúng ta lại mới có khả năng phân cao thấp với bọn họ, nếu đấu đơn, chắc chắn ngươi không phải đối thủ của cửu thánh, nếu không, các người sẽ phải trốn cả đời. Cửu thánh có thể tìm tới ngươi là bởi vì bọn chúng có gián điệp theo dõi ngươi, ngươi không thể liên lạc được với bên ngoài, nếu không đi theo bọn ta, mang theo một gánh nặng như vậy, ngươi có thể đi đâu được. Còn trông cậy vào người phía dưới giúp các người sắp xếp nơi đặt chân thích đáng sao. Người còn đang bị cửu thánh theo dõi, trong lòng ngươi không có chút đầu mối nào, ngươi còn dám tìm ai. Cửu thánh phát hiện ra việc không thấy các người thì chắc chắn sẽ triển khai tìm kiếm dữ dội, mang theo một gánh nặng nổi bật như thế, người có trốn đi đâu cũng không an toàn. Hơn nữa, người đã biết tới sự hiện hữu của chúng ta, nếu không đồng ý, chúng ta sẽ không để cho các người còn sống rời đi. Mặt ra các chỉ căng thẳng, không ngờ tự nhiên lại động vào một đám nhân vật như vậy, không biết đối phương thế nào, trước mắt ít nhất có hai tu sĩ Nguyên Anh. Hắn quay đầu lại nhìn hải vô cực, một mình hắn chưa chắc có thể bảo vệ được hải vô cực sau khi hơi trầm mặc thì chợt hỏi hải vô cực ý của bệ hạ thế nào hải vô cực lại quả đoán nói được chúng ta gia nhập với các người trong lòng y rất rõ trước là không cam lòng hiện tại y đích xác đã thấy được hy vọng phục quốc ai ngờ như hữu đạo lại khoát tay nói hải vô cực ngươi lầm rồi ta nói ngươi có thể đứng ở một bên ta nói chính ngươi là một gánh nặng mang theo ngươi làm gì chẳng những chẳng dùng được chỗ nào còn thêm một gánh nặng lại hất cằm với da cát trì để lại hắn làm gì, chỉ là một gánh nặng mà thôi, giết đi rồi tính. Vẻ mặt Hải vô cực xấu hổ hơn, trong lòng căng thẳng nhìn chòng chọc phản ứng của Gia Cát Trì, sợ bị vứt bỏ. Tình huống rõ ràng, y đã biết chuyện mình không nên biết, một khi bị vứt bỏ thì có nghĩa là phải chết. Gia Cát Trì lần nữa hộ tống y sau lưng, trầm giọng nói: "Không được, muốn ta gia nhập với các người, có thể, nhưng phải mang theo hắn." Sắp xếp cho một người cũng là sắp xếp, sắp xếp cho hai người cũng như vậy dù sao các người cũng sẽ không thiếu thức ăn cho một người chứ. Nếu không đồng ý mà các người dám động đến một sợi tóc của hắn, ta sẽ liều mạng với các người. Có chết cũng phải bảo vệ, như Hữu đạo nở nụ cười, rất hài lòng với kết quả này, cười ha ha nói. Gia Cát Trì, đùa thôi, chứ coi là thật, nếu ngươi thật sự là một người vô tình vô nghĩa, chúng ta cũng không dám nhận ngươi. Nghe được lời đó, trong lòng hải vô cực nặng nề thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi bị dọa quá dữ. Gia Cát Trì cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Nghiêu Hữu Đạo nói với người thả câu, người dẫn bọn hắn đi thôi, trên đường cẩn thận một chút. Người câu cá lập tức lắc chuông trên ngón tay, rất nhanh, một con tỏa kỵ phi cầm chui từ trong núi ra, bay về phía này. Người câu cá lắc mình nhảy lên người tỏa kỵ phi cầm, không nói nhiều, thái độ có chút lạnh lẽo cô quạnh. Nghiêu Hữu Đạo chia tay với Gia Cát Trì, mời, Gia Cát Trì hít sâu một hơi, dưới tình huống không biết chuyện gì bị ép vào lựa chọn không có cách nào khác, hắn căn bản không thể không bước lên con đường này được. Bây giờ cũng chỉ có thể qua cửa nào hay cửa đó, sau khi nắm được tình huống rồi nói sau. Trong lòng bất đắc dĩ cũng đành chịu, tự tay kéo tay hải vô cực cùng bay lên trời, đồng thời nhảy lên người tỏa kỵ phi cầm. Nghiêu hiểu đạo dõi mắt nhìn, chợt cảm khái. Đây mới là một thủ hạ chân chính nghe lời. Vân cơ suy một tiếng, trong miệng tựa như nói ta cần gì phải nghe lời ngươi nói. Cũng có phần kỳ lạ, nói. Chúc mừng, Nghiêu hiểu đạo cười ha ha cùng vui vân cơ người xác định thiệu bình ba còn ra tay nữa sao nghiêu hữu đạo lại cười một tiếng nếu hắn không ra tay thì hắn không phải là thiệu bình ba người đó không phải người nhát gan chờ đấy xem cuộc vui đi nói không chừng lúc này tin tức liên quan tới gia cát chỉ đã truyền tới bên nam châu rồi cũng nên tiện đà nhìn chung quanh một lượt nơi đây không thích hợp ở lâu chúng ta cũng đi thôi vân cơ cũng phất tay động chuông trên ngón tay lại một con tỏa kỵ phi cầm vào từ trong núi lên sau đó lao xuống Lúc bay lên trời lần nữa, hai người đã ở phía sau lưng, bay thẳng về phía chân trời. Có một số chuyện thật sự không ngoài dự liệu. Khi hai người quay lại biệt viện Mao Lư, ngay sau đó Quảng Phương Nhi đã tìm tới hai người. Nay, các người có tin từ Thiệu Bình Ba, Quảng Phương Nhi ném một tờ giấy lên bàn của ngưu Hữu Đạo. Vì muốn đúng lúc nắm giữ tình huống để ứng phó với chuyện này, Kim Sĩ mà giả vô quần dùng để liên lạc đưa tin với Thiệu Bình Ba tạm thời bị bên Nam Châu chương dụng. ngưu Hữu Đạo cầm lấy, vừa nhìn. Ây ra, thiệu đại nhân làm việc thật gọn gàng, không phụ kỳ vọng, tin tức thông báo rốt cuộc đã tới. Tiện tay đưa cho Vân Cơ xem, sau khi Vân Cơ cầm thì xem, hơi lắc đầu, bên này mọi chuyện đều đã xong xuôi, tin tức thông báo bay mới đến. Nghiêu Hữu đạo hỏi Quản Phương Nghi, người có được tin tức lúc nào? Quản Phương Nghi suy nghĩ một chút, đêm qua, nửa ngày trước, Nghiêu Hữu đạo cười diễu với Vân Cơ, xem xem, thú vị đấy chứ, đây là đang tiết kiệm thời gian tới tống kinh đó, người ta gửi tin tức đi lúc nào cũng phải trải qua sự tuyển chọn kỹ càng, làm lỡ chuyện của chúng ta cũng chẳng liên quan gì tới bọn họ. Vân cơ hiểu ý hắn, bên này nhận được tin tức thì đã làm mọi chuyện xong rồi, tin tức của thiệu bình ba mới tới. Điều này nói lên cái gì, từ khoảng cách tin tức tới mà phán đoán, tin tức rất có thể đã giữ trong tay thiệu bình ba một thời gian rồi. Vì sao phải tạm giữ, sợ rằng không khác gì so với dữ liệu của Ngưu hữu đạo, người kia giữ lại cho bản thân mình. Đương nhiên, cũng không bài trừ khả năng do lam minh nhận được tin tức hơi trễ chỉ có điều xét thấy bên này không hề nhận được tin tức của thiệu bình ba nên vẫn không nhịn được lắc đầu xem ra thiệu bình ba đích thực là muốn chơi trò mượn gió bẻ măng Ngưu hữu đạo cười nói hy vọng thiệu bình ba và lam minh đừng làm hỏng chuyện quản phương nghi chợt trên lời không có chuyện gì khác chứ không có việc gì ta về trước Ngưu hữu đạo ngạc nhiên phát hiện ra giọng điệu có phần không đúng thử hỏi Việc trước mắt này cô không tính truy hỏi sao? Quản Phương Nghi khinh thường nói. Hai lão hồ ly cắn tới cắn lui, người căn bản không coi tin tức này ra gì, rõ ràng là đang đùa người ta, tên kia bị chơi đùa trên tay người thật không may, người cũng chẳng thể ăn thua được với hắn, có gì hay mà truy hỏi. Đầu óc ta không theo kịp các người, lười quan tâm, đi đây. Sau đó xoay người rời đi, như hữu đạo truy hỏi một câu, cô đi đâu, ai ép chứ, đi chăm chỉ tu luyện chứ đâu. Quản Phương Nghi kéo thật dài âm cuối, Đợi sau khi bóng lưng bên ngoài biến mất, hai người như hữu đạo cùng vân cơ mãi mới phục hồi tinh thần quay ra nhìn nhau. Ngay cả chuyện tu sĩ Nguyên Anh chuẩn bị làm cũng không để tâm, quản phương nghi không giống quản phương nghi nữa, thật có phần không quen. Bầu trời rộng minh mông đại hải, mấy con tỏa kỵ phi cầm bay nhanh. Trên con dẫn đầu, sắc mặt của hoắc không trưởng lệnh phiêu miểu các vô cùng nghiêm túc. Đã biết được vị trí nơi ở của Gia Cát Trì, gã không thể không rời khỏi thánh cảnh, tự mình tới chấn thủ được. Đại la thánh địa, Đứng ở trên lầu các, dựa người vào lan can, xa như lai chắp tay nhìn về phía xa, tâm tình đặc biệt tập trung, hoặc có thể nói là tâm tình căng thẳng, trong lòng rất hồi hộp. Bên này đã biết tin tức của gia cát chỉ rồi, dựa theo bố trí trước đó của Ngưu Hữu Đạo cũng có nghĩa là tự động kích phát bố trí của Ngưu Hữu Đạo. Bên Vương Tôn rất có thể đã động thủ, thời gian cách nhau là một vấn đề, chờ hắn nhận được tin tức, còn không biết biết có tình huống gì phát sinh nữa. Chương 1983, lại có người bán hàng rong tới khai tuyệt đối không nên xảy ra vấn đề. Mặc dù kế hoạch là nghiêu hữu đạo tự mình định ra, người của gã chỉ là phụ trách chấp hành nhưng gã vẫn rất lo lắng. Trước khi chưa có tin tức xác thực thành công, gã muốn không lo cũng khó. Một khi xảy ra điều gì bất chắc, hậu quả khó mà lường được. Nói thật, gã có phần sợ nghiêu hữu đạo, bởi vì nghiêu hữu đạo bình thường hay làm những việc bản thân hắn ta cho là an toàn nhưng gã lại cảm thấy cực kỳ mạo hiểm, lá gan quá lớn lần trước truyền tin chuyện giữa lữ vô song và nguyên sắc ra ngoài mới qua được bao lâu bởi vì thường xuyên phải ứng phó với tin tức của ngưu hữu đạo gã muốn sử dụng vô lượng quả để bế quan tu luyện nhưng vẫn chưa có thời gian thêm nữa thân đang ở hoàn cảnh sợ bại lộ vô lượng quả ở chỗ của hồ tộc sau khi đã nghĩ nhiều lần gã vẫn quyết định tạm không lấy tạm chưa đột phá tu vi nguyên anh kỳ nỗi lòng vô cùng đặc biệt dưới sự thất thần cực độ gã lại không phát hiện ra cho tới tận khi thân thể ôn hương nguyễn ngọc dính vào sau lưng gã một đôi tay ngọc ôm hông của gã cả người gã mới phản ứng kịp người mùi là biết là ai gã nắm cánh tay bên hông kéo một cái kéo la phương phỉ tới trước mặt ôm lấy hôn thẳng lên đôi môi của nàng la phương phỉ trợn to mắt nhìn gã khó có được lúc gã nhiệt tình như vậy hai cánh tay lập tức thuận thế vòng qua cổ gã ôm đáp lại xa như lai đột nhiên cúi người ôm ngang nàng ta ở trên tay đi nhanh gã đột nhiên muốn phát tiết la phương phỉ đương nhiên biết gã muốn làm gì đôi mắt sáng ngập nước dính người khuôn mặt ngập ý xuân ngượng ngùng. Thật ra nàng rất muốn sinh con cho xa như lai, nhưng mà rất kỳ lạ, thân thể hai người rõ ràng bình thường, nàng cũng rất nỗ lực nhưng vẫn không thể mang thai được. Thủ khuyết sơn trang, nguyên sắc lắc mình rơi xuống, đối mặt với một đám người tới thăm ý bảo miễn lễ, lắc mình một cái lại vào trong lầu, thân thể to mập run rẩy đi về phía vô minh thánh tôn trưởng tôn di. Trưởng tôn di ngồi dưới bóng tối sau bàn, mặt trắng, đôi môi đỏ thấm giống như mới uống máu, phàm nơi nào có y đều có phần u ám sao vậy mục liên trạch còn chưa tới sao nguyên sắc tới gần hỏi một câu nguyên bàn tử tới rồi à trường tôn di quay đầu nặng nề nói một câu nguyên sắc nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy phía sau một góc cây cột lớn có một ống tay áo sắc thiên thanh đang phấp phới ngươi mới là người tới trễ nhất phía sau cây cột lớn mục liên trạch xoay người lộ diện đã tới từ trước nguyên sắc cười ha ha hai tay vỗ bụng mình không còn cách nào thân mập thể trọng chậm một chút cũng có thể hiểu được mà mục liên trạch hừ lạnh cái cớ hay quá nhỉ, đối phó với một tên gia cát chỉ thôi mà phải cần ba người xuất thủ sao? Trường Tôn Di lạnh nhạt nói, nhiều người chút không phải là chuyện xấu, ổn thỏa là được. Nếu để hãy mất nữa, muốn tìm được sẽ khó khăn. Mục Liên trạch lại nhìn chằm chằm nguyên sắc, hỏi, bên kia xác nhận không có vấn đề gì chứ, đừng đánh rắn động cỏ đó. Nguyên sắc, yên tâm, hoặc không đã bố trí coi như thỏa đáng rồi, sẽ không nhận lầm, chỉ là giám sát bí mật không cho thoát khỏi tầm mắt mà thôi, đến khi chúng ta tới đó thì mới hành động. Mục Liên chậc, vậy cũng không cần dài dòng nữa, đi thôi. Ba người lần lượt lóe lên rời khỏi lầu, rơi thẳng ở cửa ra thánh cảnh. Vừa qua sáng sớm, mặt trời mới nhú, trên sơn đạo xuất hiện một người bán hàng rong, sáng sớm, người phải đi kiếm sống cũng không dễ. Có một đôi mắt ngầm soi mói, người bán hàng rong chậm rãi đi về phía sơn thôn yên tĩnh. Người bán hàng rong, trong thôn có người như vậy sao? Có căn cứ vào ghi chép lục soát được ở đây thì trước kia trong thôn thật sự có một người bán hàng rong chỉ có điều đi lại không tiện lắm không biết có phải người này hay không quan sát tỉ mỉ nhìn rõ tướng mạo đừng có mà để người lạ lẩn vào được chạy đi cũng không biết người bán hàng rong vào thôn rồi cất tiếng hét to gây chú ý tới các thôn dân không ít người tới gần xem có hàng gì hay không cảm thấy hứng thú nhất vẫn là những đứa trẻ nhỏ bốn phía hàng gánh nhanh chóng có một đám trẻ con tụ tập Người bán hàng rong đương nhiên không phải là người bán hàng thật, có mục đích riêng mà tới. Nhưng mà cho dù tại sao y tới, cũng không để ý tới việc y dùng biện pháp gì, dường như cũng không đạt được mục đích của mình. Thời gian qua một lúc lâu, người bán dần có phần nóng này, bên trên đã thông báo, nhất định phải rời khỏi đây trong một canh giờ, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Khi tới gần thời gian nguy hiểm thì cũng không dám ở tiếp nữa. Bên trên cũng đã thông báo, thà nhiệm vụ thất bại cũng không thể bại lộ cuối cùng sau khi bán được chút đồ người bán hàng rong không thể không gánh hàng rời đi một đám trẻ con chạy theo xa xa rồi mới quay lại trên sơn đạo rời đi một đôi ánh mắt vẫn âm thầm quan sát người bán hàng rong hai hán tử một cao một gầy lặng lẽ đứng trong một lùm cây hán tử ẩn thân ở trong thấp giọng nói chấp sự người bán hàng rong này khả năng là có vấn đề hán tử trong bụi cây rậm quay đầu lại hỏi vấn đề gì hán tử cao nói gánh hàng dường như không nhẹ nhưng cả đoạn đường người bán hàng rong này lại không hề nghỉ chân, chuyện này không phải là vấn đề thì là gì. Khi đã có cái cớ, muốn tìm sẽ ra được vấn đề. Nghe y nói vậy, hán tử trong bụi cây rậm lập tức nhìn chằm chằm người bán hàng rong, không dám xác định chắc chắn nhưng hình như là thật. Tên hán tử gầy lại nói, chấp sự, hai chúng ta phải đi theo phía sau. Hán tử trong bụi cây rậm nhanh chóng quay đầu cảnh cáo. Đùa gì thế, bên trên đã nói chỉ có thể quan sát, không thể tiếp cận bất luận kẻ nào, nhớ đâu người nọ là mục tiêu người bên kia phụ trách liên lạc một khi đánh rắn động cỏ xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ ai gánh nổi trách nhiệm hán tử gầy nói chúng ta không tới gần chỉ quan sát trong bụi cây rậm rạp giọng nói của hán tử rất kiên quyết không được chuyện này không thuộc phạm vi nhiệm vụ của chúng ta hán tử cao nói chấp sự người này rõ ràng là không bình thường nhớ đâu phát hiện ra gì rồi tới thông báo tin tức mục tiêu trong thôn đã lặng lẽ chạy mất còn chúng ta phát hiện người này không bình thường lại không có phản ứng kịp thời xảy ra chuyện chúng ta cũng không gánh nổi trách nhiệm trong bụi cây rậm rạp hán tử bỗng nhiên hơi do dự hán tử cao nói chấp sự chúng ta theo ở phía xa tuyệt đối không tới gần ngài lại phái ra một con tòa kỵ phi cầm chở hai người trên cánh để tiếp ứng một khi phát hiện không đúng liền lập tức bắt người lại không cho hắn có cơ hội đánh rắn động cỏ là được một câu người này rõ ràng không bình thường đã làm cho vị chấp sự này nghi ngờ rõ ràng không bình thường mà lại không làm gì, có hậu quả gì xảy ra thì không thể giải thích rõ được. Hai người đấu mắt, cuối cùng vị chấp sự cắn răng nói. Hai người các ngươi nghe cho rõ cho ta, cần phải cẩn thận, nhớ vì lần theo dõi này mà đánh rắn động cỏ, xảy ra việc gì ngoài ý muốn, đầu của các người không giữ được đâu. Vâng, hai người chắp tay lĩnh mệnh, có vị chấp sự này ra lệnh, hai người nhanh chóng lặng lẽ rời đi. Rất nhanh, một con tòa kỵ phi cầm phối hợp lên đường với hai người, đồng hành ở phía xa, không dám tới gần mục tiêu sợ đánh rắn động cỏ. Một khi nhận được tín hiệu phải lập tức tới trợ giúp. Còn hai tên hán tử một cao một gầy thì tiếp tục âm thầm đi trong núi rừng, từ xa quan sát phía sau người bán hàng rong. Người bán hàng rong ra khỏi núi thì dừng lại, bỏ quang gánh xuống ngồi trên đòn gánh nghỉ ngơi, lấy cái nón làm quạt, thỉnh thoảng lấy tay áo lau mồ hôi trên trán. Nghỉ ngơi chỉ là ngụy trang, dừng lại nghỉ ngơi một chút, làm dáng một chút, thuận tiện quan sát bốn phía một lượt. Gã biết rõ ở gần đó có người đang quan sát động tính của thôn trang, gã ra vào thôn trang cũng sẽ bị quan sát chặt chẽ. chương 1984, Vây Cha, luận thân phận, gã cũng là người của phiêu miểu các, bởi vì tính đặc thù nên bình thường thi hành nhiệm vụ đều phải ngụy trang. Sau một lúc nghỉ ngơi, người bán hàng rong lại đứng lên quảng quang gánh trên vai, đi dọc theo đường cái, dường như đang đi về hướng thôn trang tiếp theo. Hai hán tử một cao một gầy lại tiếp tục âm thầm theo sát. Theo một hồi lâu sau, Hán Tử gầy chợt thấp giọng nói, "Cũng đã ra khỏi phạm vi quản chế, xung quanh sẽ không còn người trong các nữa. Hán Tử cao, bây giờ động thủ sao?" Hán Tử gầy, "Chắc vậy, cũng không biết bên trên bảo làm chuyện này rốt cuộc là có ý gì." Hán Tử cao, "Bên trên đấu tới đấu lui, không nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng đừng hỏi nhiều, bằng không sẽ phải chết, cứ làm theo thôi. Ngươi lên hay ta lên?" Hán Tử gầy, "Ngươi lên đi, ta tiếp tục ở tại đây phối hợp." hắn từ cao gật đầu, nhảy ra khỏi núi rừng, cũng đi lên đường, sau mấy khúc lên xuống liền tới chỗ chỉ cách người bán hàng rong mấy chục trượng, bước theo sau người đó. Mơ hồ, người bán hàng rong đã nhận ra động tĩnh, ánh mắt lóe lên kiểm tra bốn phía, kiểm tra tình huống núi rừng hai bên đường, không dám tùy tiện quay đầu lại. Sau khi đi một hồi, người bán hàng rong lại buông quang gánh xuống nghỉ ngơi, nhân thời gian nghỉ ngơi mà quay đầu nhìn con đường vừa đi qua, thấy được một người cao to ăn mặc như nông dân. Trong lòng gã căng thẳng, dáng vẻ bên ngoài có vẻ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục dùng mũ quạt mát thỉnh thoảng giơ tay lên lau mồ hôi dáng vẻ vất vả khổ cực kiếm sống trên đường có một chiếc xe ngựa chạy tới không có một ai ngồi trên đó cả hán tử cao không chút hoang mang đi về hướng người bán hàng rong lúc tới gần sát người bán hàng rong còn cười ngây ngô gật đầu với gã hán tử cao dừng bước cạnh quang gánh bán gì thế người bán hàng rong lập tức đứng dậy đủ cả những vật nhỏ trong nhà ngài xem xem có gì hợp ý ngài không hán tử cao gật đầu, miễn đi, ta không có hứng thú với những thứ đó, nhưng lại cảm thấy tương đối có hứng thú với ngươi. Suốt lời đột nhiên xuất thủ, chụp vào bả vai của đối phương. Người bán hàng sớm đã căng thẳng trong lòng, nhìn thấy không tiếp tục giả bộ được nữa thì gã cũng không thể để mình rơi vào tay của đối phương được, nếu bị rơi vào tay đối phương thì thân phận tu sĩ của mình sẽ bị bại lộ. Nếu kết quả đều giống nhau, gã cũng không cần phải do dự nữa, lắc mình một cái tránh được, thuận thế lướt về một bên núi rừng hán tử cao lập tức nghiêng người đuổi theo gánh hàng ở ven đường của người bán hàng rong thành vật vô chủ trong núi rừng phát sinh một trận truy đuổi hán tử gầy phối hợp tác chiến đã bay lên trời phát tín hiệu xa xa tỏa kỵ phi cầm lập tức đổi hướng vọt về phía này hán tử gầy cũng theo sát hướng người bán hàng rong bỏ trốn hai người truy đuổi người bán hàng rong trên mặt đất tỏa kỵ phi cầm vào tới theo dõi sát từ trên không trung sau khi tìm đúng cơ hội hai người phi lên không trung rồi lắc mình xuống chặn lại một trận chém giết phát sinh trong núi rừng. Hoác không tới không xông thẳng vào sơn thôn, cũng không lên trên không mà trước tiên tới một nơi, sau đó có người tiếp ứng, lại dẫn tới núi phụ cận bên ngoài sơn thôn, làm tất cả là vì không muốn đánh rắn động cỏ. Tự mình tỏa trấn chỉ huy mọi mặt, hữu sứ của phiêu miểu các nhà quang minh đã đến trước một bước, hai người chạm mặt trong một vùng núi hẻo lánh, nhà quang minh chắp tay hành lễ. Trưởng lệnh, hoác không hỏi, tình huống gì, nhà quang minh, hiện nay tất cả như thường, tạm thời không có bất kỳ tình huống đặc biệt gì. Ai ngờ ở đây vừa mới nói xong, chấp sự phụ trách đường vào thôn chạy tới, phía sau còn có bốn người chạy theo, bốn người trên người có đeo đai, cùng nhau mang người hôn mê qua đây. Ánh mắt của hóc không lóe lên, lông mày nhà quang minh nhân lại, chất vấn. Có chuyện gì xảy ra vậy? Chấp sự đi đầu hành lễ với hai người đó, có phần căng thẳng nói. Người bán hàng rong vào thôn không bình thường, người phía dưới sau khi theo dõi thì thấy người này muốn chạy trốn không thể làm gì được đành phải bắt hắn lại nhà quang minh kinh hãi nhanh chóng nhìn về phía hoác không gương mặt hoác không trong nháy mắt đen đi trầm giọng nói bảo các người tới theo dõi là bảo các người theo dõi ai cho nhóm các người tự tiện động thủ có thể nói là đã tức giận một khi đánh rắn động cỏ khiến người trốn thoát thì tất cả công sức đều uổng phí làm sao có thể không tức giận được làm sao vậy giọng của nguyên sắc truyền tới ba bóng người thoáng cái đã xuất hiện ở bên cạnh mọi người chính là nguyên sắc Mục Liên Trạch và trưởng Tôn Di. Ba người tuy là lên đường sau nhưng thời gian chạy tới dường như là đồng thời với Hoác Không. Sư Tôn, Hoác Không vội vàng quay người lại hành lễ, tham kiến Thánh Tôn, cả đám đều sợ hãi hành lễ, nguyên sắc vung tay lên, dáng vẻ không quan tâm, hỏi. Thương dính máu này là thế nào, bị phát hiện, giao thủ rồi, đệ tử cũng mới tới, tình huống cụ thể còn chưa biết rõ lắm. Hoác Không thanh minh trước một câu, sau đó chỉ vào chấp sự trầm giọng nói chuyện gì xảy ra, còn không nói cho cặn kẽ. Là, lúc này, chấp sự thành hoàng, thành khủng mới nói một lượt chuyện đã xảy ra. Sau khi ba vị thánh tôn hiểu rõ tình huống thì ánh mắt đều nhìn chầm chầm người bán hàng rong đã hôn mê, trưởng tôn di lạnh lùng nói. Người còn chưa chết chứ? hắn tử cao vội đáp, không chết, bọn ta bắt hắn ép hỏi chuyện, hắn sống chết không chịu khai, còn muốn tìm đến cái chết nên chúng ta đành đánh hắn ngất xỉu. Mục liên trạch, trong quá trình bắt người có kinh động cái gì không? hán tử cao, không, động thủ ở nơi cách xa mục tiêu, nguyên sắc cười híp mắt hỏi, ai cho nhóm các người động thủ, hán tử cao sợ hãi nói, bọn thuộc hạ không muốn động thủ, nhưng sau khi hắn cách xa vùng đất bị quản chế liền ném gánh hàng bỏ chạy, bọn thuộc hạ lập tức ý thức được không bình thường, trong lòng không có quỷ thì vì sao lại phải bỏ chạy, lại nghĩ tới hắn đã vào sơn thôn, hoài nghi có phải hắn đã vào mật báo nên không còn cách nào mặc kệ hắn thoát được, lúc đó mới tiến hành bắt người. Mục liên trạch, đừng lôi thôi nữa, lập tức động thủ nguyên xác ừm một tiếng lập tức nói với hoác không lập tức ra lệnh nhân thủ các phe bắt đầu hàng động nhanh chóng bao vây vâng hoác không chắp tay lĩnh mệnh sau khi hắn ra lệnh một câu mấy con kim xí bay lên cao kim xí truyền tin không cần bay quá xa chỉ lao tới điểm tụ tập nhân thủ cách vài chục dặm người bí mật tập kết đến căn bản không biết sẽ phải làm gì lúc bị tập kết cũng đã cắt đứt tất cả liên hệ với bên ngoài trong chớp mắt tu sĩ ẩn thân quanh đó vài chục dặm đều hành động không chung có vô cùng nhiều tòa kỵ phi cầm phối hợp tiến lên từ bốn phương tám hướng nhanh chóng vây kín mục tiêu là thôn trang sau khi tới gần thôn trang mặt đất trên núi dưới nước toàn bộ đều tiến hành khống chế công khai có bất kỳ ai từ bất cứ hướng nào muốn thoát thân cũng không tránh khỏi việc bị phát hiện trường tôn di mục liên trạch và nguyên sắc cũng chia ra đứng ở ba đỉnh núi giữ trạng thái tam giác quan sát thôn trang số lượng lớn người tới gần kinh động tới người trong núi bao gồm cả thợ săn phụ trách truyền tin bị người ta ấn lên mặt đất, khống chế ngay tại chỗ. Bên ngoài bốn phía của thôn trang đều là đồng ruộng bao la đột nhiên lại xuất hiện hơn vạn người áp tới từ bốn phương tám hướng làm cho các thôn dân đều chạy ra xem xét, không biết có chuyện gì xảy ra. Không chung có không ít tòa kỵ phi cầm đang tuần tra, người ở trên mặt đất thì đang lục soát tới gần thôn. Ngoại trừ đa phần mọi người đẩy mạnh lục soát ra, ở đồi núi bốn phía còn bố trí người ở các địa điểm quan sát. Bao gồm cả phụ nữ già yếu và trẻ con, Tổng cộng trong thôn chỉ có chừng 200 người. Những thôn dân này chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng lớn như thế, đều bị dọa sợ. Chương 1985, Phiêu Miểu các quả thực giống như một cái sảng một. Tất cả người của Phiêu Miểu các vây người trong làng lại, có người đứng ra kêu gọi, người của toàn thôn lập tức bị tập kết. Nam nữ già trẻ ở trên đất trống của thôn nơm nớp lo sợ, chen chúc đứng đó. Bản thân là người trong thôn, nói vậy đều biết nhau cả, nhìn xem có ai không ở đây không? Hoắc không gọi trưởng thôn qua để ông ta phân biệt. Bên cạnh có người lấy danh sách trong thôn ra, xác định từng người. Trưởng thôn Di, Mục Liên trạch và Nguyên Sắc vẫn đứng trên đỉnh núi ngoài thôn. Đôi pháp nhãn lạnh lùng quan sát tất cả, một khi có biến, bất kỳ lúc nào ba người cũng có thể xuất kích từ các hướng. Sau khi xác nhận với người trong thôn phát hiện ra thiếu hai người, một là người bán hàng rong, một là tiên sinh dạy học. Hai người bọn họ là người trong thôn các ngươi sao? Hoặc không hỏi một câu. Vâng đã ở trong thôn từ nhỏ rồi, trưởng thôn cúi đầu khom lưng nói lại tình huống của hai người đó. Hoặc không muốn điều tra ghi chép, tự mình lật xem. Vì tìm kiếm ra các trì, các nơi có người ở trong thiên hạ đều đã bị tra qua, nơi đây cũng giống vậy, có ghi lại tình hình. Xem qua bản ghi chép xác thực là khớp với lời nói của trưởng thôn, hoặc không hỏi. Không thấy người từ khi nào, chuyện này, trưởng thôn không biết rõ lắm, quay đầu lại hỏi những người khác, kết quả những người khác cũng lắc đầu, cơ bản đều nói rằng cả ngày nay không gặp rồi cũng có người nói ngày hôm qua đã không thấy nhà họ sáng đèn khả năng ngày hôm qua đã không thấy tăm hơi sắc mặt hoác không hơi trầm xuống nhà ở đâu dẫn ta tới xem lúc này trưởng làng mới dẫn đường trước tiên dẫn người tới chỗ ở của tiên sinh dạy học ở ngay cạnh học đường trước tiên hoác không đi lại quanh học đường bên người có người triển khai lục soát đi tới gian phòng của tiên sinh dạy học tờ giấy đặt trên bàn có chữ viết hoác không tiện tay cầm lên nhìn thì thầm, sơn hà y cựu, nhân tâm hà tải. Hanh, quay đầu quát, truyền lệnh xuống lục soát toàn diện, trên mặt đất trong lòng đất cũng không được bỏ sót bất kỳ nơi nào, chỉ cần người còn ở trong thôn thì không thể chạy được. Ra lệnh một câu, một nhóm người tiếp tục vây quanh làng, một nhóm người khác thì triển khai lục soát toàn diện toàn thôn. Thậm chí những đồ đạc mà người bán hàng rong và tiên sinh dạy học đã từng dùng cũng có yêu tu dựa vào khứ giác để người tìm kiếm đầu mối. Động tĩnh lục soát rất lớn, cũng rất kỹ càng, có nhiều chỗ thậm chí như đang bị dỡ nhà. Thôn dân khóc không ra nước mắt, có người muốn đi nói lý hai câu lại bị một số việc mắt thấy mà kìm lại. Các thôn dân sợ hãi, bất đắc dĩ, nam nữ già trẻ bị gom chung lại một chỗ như đang đợi bị làm thịt. Động tính trong thôn rõ ràng không bình thường, đợi lâu như vậy cũng không có động tính nên có, sợ là đã xảy ra điều ngoài ý muốn. Nguyên sắc đứng ở đỉnh núi hít sâu một hơi, đột nhiên lắc mình rời đi, từ trên trời giáng xuống thôn trang. Trên hai ngọn núi khác, Mục Liên Trạch và Trường Tôn Di nhìn thấy phản ứng của nguyên sắc thì cũng lần lượt lắc mình ra, điều khiển pháp giá vào tới thôn trang. Bách tính trong thôn không biết ba vị này là ai, nhưng nhìn thấy cả đám người đang lục soát thấy ba người này đều giống như chuột thấy mèo, có thể nhìn ra là vô cùng sợ hãi, người thường cũng có thể nhìn ra có nhân vật lớn tới. Tam Thánh nhìn quanh tình hình trong thôn, Nguyên Sắc hỏi một câu. Hoặc không đâu, ở nơi ở của mục tiêu khả nghi, có người đáp một câu, Tam Thánh đi trước, đường trong thôn không dễ đi, dưới chân tam thánh lại như dẫm lên đất bằng đi thẳng tới chỗ học đường vừa vào đình viện học đường ngoại trừ người đang phụ trách lục soát ra còn thấy một lão đầu tóc vàng đang quỳ bỏ dưới mặt đất miệng mũi đang dán lên đất mà người nhìn thấy tam thánh đi tới mọi người muốn hành lễ cả lão đầu tóc vàng kia cũng muốn đứng lên hoặc không giơ tay lên ngăn cản làm chuyện của mình đi mọi người không thể làm gì khác hơn là tiếp tục làm việc của mình hoặc không thì tự mình tới nghênh đón chắp tay với ba người Trọng điểm là đối mặt với sư phụ nguyên sắc của mình. Sư tôn nguyên sắc nhìn chung quanh một chút, hỏi: "Tình hình thế nào?" Sắc mặt Hoắc không có phần nặng nề, căn cứ vào các dấu hiệu xung quanh thì mục tiêu trước kia phiêu miểu các tập trung là không sai, mục tiêu xác thực ở chỗ này. Người bán hàng rong trong thôn vốn dĩ bôn ba buôn bán bên ngoài, thỉnh thoảng mới trở về thôn một chuyến, không lâu sau khi hoàng triều của Triệu Quốc bị hủy diệt thì trở về đây, nói là đi đứng bất tiện, không thích hợp bôn ba mưu sinh bên ngoài nữa. Người bán hàng rong này hẳn là tên là Gia Cát Trì, nơi đây chắc là đường lui khi Gia Cát Trì muốn ngưu đồ rút lui. Tiên sinh dạy học lui tới mật thiết với người bán hàng rong thì ở đây, hẳn là Hoàng đế nước Triệu trước đây, Hải Vô Cực ẩn thân ở đây làm tiên sinh dạy học để che giấu thân phận. Tiên sinh dạy học vẫn luôn ở lại trong thôn này, thôn dân đều biết. Hải Vô Cực bận biểu triều chính, trước kia không thể luôn ở lại đây được, tiên sinh dạy học trước đó có thể là thật từ lời nói của một vài thôn dân thì sau này dường như tính tình của tiên sinh dạy học đã thay đổi không còn quá thân cận với mọi người nữa căn cứ vào thời gian thì sự thay đổi tính tình của tiên sinh dạy họ là sau khi nước triệu bị hủy diệt vì vậy có thể suy đoán tiên sinh dạy học trước đó là thật tiên sinh dạy học phía sau là giả do hải vô cực thay thế mục liên trạch hừ một tiếng bè lũ ruồi nhặng này thật đúng là biết chơi dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào ngay cả thế thân cũng có ở vùng núi hẻo lánh này từ lâu Nguyên sắc lại cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Hoắc Không, "Giờ lại phân tích ra đạo lý rõ ràng vậy, vấn đề này ngươi nên sớm ý thức được mới đúng chứ." Hoắc Không vội vàng chắp tay nói, "Trước đó phiêu miểu các không phải do đệ tử chấp trưởng, sau khi đệ tử tiếp nhận thì mới phát sinh mọi việc, còn chưa tới kịp để điều tra tỉ mỉ việc này." Lời này đầy hết hiềm nghi lên đầu những người trước đó, nhưng mà hắn cũng không hề nói sai. Việc này không trách được hắn, thiên hạ có nhiều chuyện như vậy, trong thời gian ngắn ngủi hắn sao có thể chú ý được mọi việc chứ? nhìn thấy nguyên sắc không nói gì nữa, hoặc không lại bổ sung. Kết hợp tình huống của nơi này thì ra các chỉ biết mình làm việc vi phạm lệnh cấm nên sớm đã tỉ mỉ chuẩn bị bỏ trốn rồi, bố trí vô cùng tinh diệu, không phải đến nước này, người trước đó đích xác là rất khó phát giác ra điều gì dị thường. Nguyên sắc, bây giờ ngươi nói với ta chuyện này thì có ý nghĩa gì? Người đâu, người ở đâu, hoặc không nhìn chung quanh, còn đang lùng bắt, nhưng nhìn tình huống trước mắt thì người đó 8 phần người đã chạy được trước khi chúng ta động thủ rồi. Căn cứ vào cách nói của vài thôn dân thì bây giờ chưa chưa thể xác định là chạy vào ngày hôm qua hay là hôm nay, còn không biết có phải là do người bán hàng rong vào thôn bị chúng ta bắt kia mật báo hay không. Kết quả cuối cùng còn có đợi xác nhận, chạy rồi, trường tôn di cười nhạt hai tiếng, trong mắt lóe lên sự lạnh lẽo tàn nhẫn. Nguyên sắc vẫn luôn giữ nụ cười trên mặt nhưng giờ cũng không còn nữa, mắt lạnh nhìn xung quanh. Mục liên chạch chật hất cằm với lão đầu tóc vàng đang bỏ sát dưới mặt đất. Hắn đang làm gì vậy? Hoặc không nói, đây là cao thủ truy tung kiểm thích trong phiêu miểu các ta căn cứ vào phán đoán của hắn rất có thể là người đã chạy từ hôm qua rồi hắn có năng lực phát hiện mùi không giống với bình thường nơi đây còn để lại mùi hắn cảm thấy không phải là mùi để lại từ hôm nay bởi vì nguyên nhân thời gian mà mùi của mục tiêu đã bay đi gần hết khó có thể phân rõ trong không khí chỉ có mùi mà chân mục tiêu để lại trong bùn đất mới không dễ bị bay đi hắn đang ngửi để tìm kiếm chương 1986, phiêu miểu các quả thực giống như một cái sàng hai. Trước đó hắn đã ngửi một lượt trong thôn rồi, cuối cùng kết luận mùi tỏa ra nặng nhất chính là ở đây, hắn hoài nghi nơi đây là nơi mà mục tiêu xuất hiện lần cuối, đang xác nhận lần cuối cùng. Khi đang nói chuyện, lão đầu tóc vàng đột nhiên bò dậy, đi tới kênh nước cạnh cây đào, lại ngồi xuống, không biết đang nhìn chầm chầm cái gì trong nước, còn lấy nhánh cây gạt gạt hai cái trong nước. Dường như phát hiện ra gì đó, mấy người nhìn nhau rồi đều đi tới. Bên cạnh, hoặc không hỏi một câu. "Lão Hoàng, thế nào?" Lão đầu tóc vàng nhìn lại, thấy ba vị thánh tôn đều ở đây thì vội vàng đứng dậy hành lễ. Nguyên sắc cười tủm tỉm phất tay, "Không cần căng thẳng, chính sự quan trọng hơn, nhìn ngươi là biết ngươi là người làm việc dụng tâm, không tệ, nhìn dáng vẻ của ngươi có phải đã phát hiện ra gì rồi không?" Lão đầu tóc vàng vốn dĩ có phần căng thẳng nhưng khi nói tới phương diện mà gã am hiểu thì lập tức không còn căng thẳng nữa, lập tức như người tự tay chỉ vào kênh nước Ba vị thánh tôn mời xem, mọi người nhìn vào kênh nước một lượt nhưng không nhìn ra cái gì, chỉ thấy bên trong kênh nước, dưới lớp bùn ở đáy nước có vài dấu chân đạp lên. Nguyên sắc lại nói, nên nói thế nào, lão đầu tóc vàng, mục tiêu hẳn là hạ thủy từ nơi này, mượn kênh nước hiểm hộ, đi qua kênh nước, đi thông tới dòng sông nhỏ ngoài thôn, chạy trốn bằng đường thủy rồi. Thuộc hạ mới vừa thử dấu vết ở đáy nước một chút, căn cứ vào tốc độ dấu chân ở dưới lòng sông bị trầm tích che lên thì e rằng tốc độ dòng sông nơi này lúc nhanh lúc chậm nhưng nơi này chỉ là nhánh sông nhỏ hai ngày nay nơi đây cũng không bị mưa cho nên tốc độ nước chảy cũng không quá nhanh vì vậy căn cứ vào dấu chân mục tiêu để lại có thể suy đoán ra mục tiêu không phải rời đi trong hôm nay là hôm qua nếu như đi ngày hôm qua vì sao lại phải lén lút rời đi qua kênh nước căn cứ vào các loại dấu hiệu có thể ra được kết luận cuối cùng mục tiêu rời đi sau khi bị phát hiện Mục tiêu là vì biết mình bị theo dõi nên mới mượn nơi này để trốn đi. Nguyên sắc lại liên tục gật đầu, không tệ không tệ, không hổ là cao thủ truy tung, là một nhân tài. Theo ý ngươi, là do nội bộ chúng ta có người mật báo, hay là chính bản thân hắn đã nhận ra điều dị thường nên mới chạy? Mật báo từ nội bộ, lời này vừa nói ra khiến Hoắc Không Thầm Kinh hãi run rẩy. Lão đầu tóc vàng, chuyện này chưa thể nhận định, chỉ có điều có thể tra thử xem ngày hôm qua trong thôn có người nào khác thường ra vào hay không mục tiêu cho tới lúc bị theo dõi mới đi, nếu có người mật báo chứng tỏ rằng trước đó người mật báo cũng không biết được tung tích của hắn, cũng có thể nói rằng song phương trước đó cũng đã thiết lập phương thức liên lạc, người thông báo tin tất phải tiếp xúc trực tiếp mới được. Chỉ cần có thể loại trừ điểm này thì cũng liền loại bỏ khả năng nội bộ thông báo tin. Sau khi Mục Liên Trạch và Trường Tôn Di nghe vậy đều gật đầu. Thân sắc của Nguyên Sắc thì vô cùng tán thưởng. Không tệ không tệ, quả nhiên là một cao thủ truy tung. Một người đã có tác dụng hơn nhiều phế vật lục soát như vậy, chuyện này ở trong tay một mình ngươi cũng đã rõ ràng rồi là một nhân tài tốt bây giờ ngươi đang giữ chức vụ gì trong phiêu miểu các? lão đầu tóc vàng chắp tay nói hồi bẩm thánh tôn thính dụng ở mật cha tư ạ thính dụng nguyên sắc hơi giật mình nói cách khác chính là không có chức vụ gì thảo nào chưa từng nghe nói tới quay đầu nhìn về phía hoắc không ta thấy hắn đủ để đảm nhiệm chức vụ chấp sự của mật cha tư đấy hoắc không hơi hạ thấp người nói vâng trở về sẽ sắp xếp điều động Đối với việc này, Mục Liên Trạch và Trường Tôn Di cũng không có ý kiến gì, năng lực của lão đầu tóc vàng này cũng làm cho hai người coi trọng một chút. Lão đầu tóc vàng bất ngờ, nghe mà cảm thấy vô cùng vui mừng. Một câu nói của Nguyên Sắc đã giúp gã đang phải phấn đấu cả đời trong việc đấu đá, trong nháy mắt đã được chấp trưởng chức chấp sự một ti trong phiêu miểu các, làm sao có thể không mừng rỡ, kích động chắp tay nói. Tạ ơn Thánh Tôn coi trọng, ôi chao, người có bản lĩnh nên được trọng dụng, Nguyên Sắc phất phất tay, còn ôn hòa vỗ vai gã một cái, ý bảo gã lui xuống trước. Sau một lúc quan sát dấu chân trong nước, nguyên sắc quay đầu nhìn về phía hoắc không. Còn xứng sợ ở đây để làm chi? Vừa rồi người ta đã nói rất rõ, ngay cả phương thức cha tìm cũng đã nói rõ ràng rồi, cha như thế nào còn cần ta dạy ngươi sao? Ta thấy ngươi còn không bằng đinh vệ, nếu có nội gián, bắt lại cho ta. Vâng, hoắc không vã mồ hôi, chắp tay rời đi, thật vất vả mới bắt được, lại chạy mất. Tâm tình của Tam Thánh không được tốt lắm, đã biết là đánh rắn động cỏ rồi, người đã chạy, trời đất bao la, muốn tìm cũng khó khăn. Phía ngoài vẫn còn tiếp tục lục soát, không thể nào dễ dàng bỏ qua được. Tam Thánh đi quanh học đường dạy học, không lâu sau, hoặc không đi vào, sắc mặt có chút khó coi, đi tới bên cạnh ba người, chắp tay nói. Sư Tôn, sau khi cha xét thì hôm qua thật sự có người không phải người của thôn tiến vào, một đôi phu thê làm việc tu bổ kiếm sống, còn dẫn theo một đứa trẻ hai, ba tuổi. Căn cứ vào lời của thôn dân, Lúc cặp vợ chồng xuất hiện, người bán hàng rong của thôn vẫn còn ở đó, tiên sinh dạy học cũng vẫn đang giảng bài ở học đường. Có thể xác nhận rằng mục tiêu biến mất sau khi cặp vợ chồng đó đi tới đây, còn thời gian cụ thể biến mất thì vẫn chưa thể xác định. Nguyên sắc nhướng lông mày nhìn y, trong ánh mắt có tia sáng lạnh lẽo khác thường xuất hiện. Hoặc không căng thẳng, y cũng biết, cha ra chuyện này trên cơ bản là có thể căn cứ vào lời nói dâu Ria để tiến hành đẩy ngược lại, đó chính là việc chứng minh nội bộ phiêu miểu các xác thực là xuất hiện nội gián mật báo cho mục tiêu. Nội bộ phiêu miểu các có người giúp tu sĩ Nguyên Anh chạy trốn, điều này có nghĩa là thế nào? Giúp tu sĩ Nguyên Anh chạy trốn, muốn làm gì? Ngẫm mà sợ run, mục liên trạch nở nụ cười. Thực sự là thú vị, hôm qua mới xuất hiện một đôi phu thê tu bổ kiếm sống mật báo, hôm nay lại xuất hiện một người bán hàng rong, hiện giờ phiêu miểu các quả thực giống như một cái sàng, nào còn bí mật gì đáng nói nữa. Nhìn như vừa cười vừa nói, hoặc không lại có thể cảm nhận được cơn giận dữ dội trong lời nói đó. Cái gì gọi là cái sàng, chính là bị gió lùa khắp nơi. Nguyên sắc cùng trường tôn di đương nhiên biết, đây cũng là nguyên nhân bọn họ muốn chỉnh đốn phiêu miểu các. Trước đây thì thôi, bây giờ nội bộ phiêu miểu các lại có thể có người đang giúp tu sĩ Nguyên Anh chạy trốn, ai dám lôi tu sĩ Nguyên Anh ra làm bậy. Vậy ý đồ trợ giúp ở đâu? Ba người đã cảm thấy nội bộ phiêu miểu các có người bắt đầu nhầm vào cửu thánh bọn họ rồi. Nhưng mà tức giận là tức giận khống chế thiên hạ còn phải dựa vào thuộc hạ làm việc dựa vào vài người bọn họ thì không thể nắm giữ các ngõ ngách trong thiên hạ được nguyên sắc nhìn chằm chằm hoắc không trong miệng nói một chữ cha một chữ rất đơn giản lại làm hoắc không cảm thấy áp lực chưa từng có trịnh trọng chắp tay lĩnh mệnh nói vâng trường tôn di người đã chạy từ hôm qua chúng ta còn cần phải ở lại nơi này sao trong lời nói toát ra sự bất mãn dường như còn có chuyện quan trọng hơn phải làm hoặc không mơ hồ cảm giác được một cơn gió tanh mưa máu sắp ập tới phiêu miểu các. Nguyên sắc, nên đi rồi, nhưng cũng nên làm cho vài người biết hậu quả khi làm trái mệnh lệnh là như thế nào, cho dù người trong thôn này biết được bao nhiêu, người biết nên xử trí như thế nào rồi chứ. Thần sắc hoặc không nghiêm lại, nói, trước cha, cha xong giết, không chừa một mống. Nguyên sắc không nói thêm lời nào khác, xoay người rời đi. Tam thánh cứ thế mà đi, nhưng vấn đề cha hỏi thôn dân mới vừa chính thức bắt đầu chương 1987, cảnh cáo nhẹ. Sau khi cha hỏi không có thu hoạch gì, hoặc không ra lệnh một tiếng, nam nữ già trẻ trong thôn không ai may mắn tránh khỏi, toàn bộ đều bỏ mạng, đó đều là những chuyện sau đó. Hiện tại chuyện quan trọng hơn là cha tung tích của cặp vợ chồng hôm qua, một nhà ba người dẫn đầu, mục tiêu rất rõ ràng. Một đường truy xét tới bến tàu, trên bến tàu có người chứng kiến một nhà ba người lên một chiếc thuyền. Người vừa lên thuyền, mục tiêu liền biến mất, không còn ai thấy được nữa. Nhà đò là ai, không biết, trên bến tàu không ai quen cả. Sau khi hỏi tất cả thuyền bè, lại thuận thế đi thăm dò, cũng tra tất cả đội thuyền lui tới trên sông cùng ngày, hỏi có thấy thuyền kia hay không. Sau lại hỏi có người từng thấy, nhưng về sau nữa cũng không gặp lại, chiếc thuyền kia dường như biến mất vào không khí vậy. Hoặc không biết đường kia đã bị chặt đứt rồi, đối với tu sĩ, muốn hủy diệt một chiếc thuyền quá dễ dàng, còn cặp vợ chồng kia rõ ràng là giả dạng, muốn thay hình đổi dạng căn bản không có bất luận độ khó nào. Sau đó đối tượng truy tra chính là nguồn gốc của con thuyền, tra ra xem thuyền nhà ai không thấy nữa, đối với việc này không biết phải sử dụng bao nhiêu lực lượng khắp nơi nữa. Kết quả tra ra được rằng có thuyền của một người bị mất tích, mất tích. Manh mối đã hoàn toàn bị cắt đứt, mà ở một đầu khác, tên tu sĩ giả mạo người bán hàng rong bị bắt được cũng đã bắt đầu bị thẩm vấn, phải tra ra người đứng phía sau. Đại La Thánh Địa, Vương Tôn đã trở về, xa như Lai đang đứng dựa vào lan can, vừa thấy gã xuất hiện dưới lầu liền lập tức xoay người trở về bên trong lầu. Vương Tôn đi lên, đi vào, đi tới bên cạnh y, thấp giọng dì tai nói. Tất cả thuận lợi, không có bất cứ vấn đề gì. Con đường liên lạc lâm thời với vị kia, ta đã chặt đứt. Sa như lai nhẹ thở ra một hơi, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vương Tôn lại nói, chỉ có điều chuyện tìm người che giấu dường như còn chưa che đậy được tốt, bên kia cha ra không phải kẻ tới sau mật báo, đã tra được tới cặp vợ chồng sợ là phiêu miểu các sẽ đuổi theo đường đó không bỏ. Sa như lai nâng mắt, ngươi muốn nói cái gì? Vương Tôn, ta sợ lần này phiêu miểu các sẽ không tiếc trả giá lớn để tìm ra manh mối bị chặt đứt, nhưng chuyện đã làm tất có dấu vết để lại. Một khi phiêu miểu các nhắm vào việc kiểm tra đối chiếu khắp thiên hạ ở thời gian tương quan, kiểm tra tình huống những người vắng mặt, ta lo vẫn sẽ tìm được tới đầu bọn họ. Sa như lai từ từ nói, Thánh Tôn vừa rời đi không lâu, chắc là cửu Thánh muốn gặp mặt rồi, liên quan tới tu sĩ Nguyên Anh, chuyện lần này chỉ sợ là thực sự sẽ làm lớn vương tôn cho nên ta tự chủ trương đã làm cho cặp vợ chồng kia biến mất rồi sa như lai yên lặng một hồi đáng tiếc vương tôn đáng tiếc đào tạo được một vài người có thể tin được không dễ nhưng như vậy vẫn tương đối ổn thỏa sa như lai tên kia sẽ không quản có đáng tiếc hay không hắn trốn phía sau màn ra lệch hắn không có việc gì lại làm việc để người khác phải chờ đợi lo lắng mất đầu cho dù có cha thế nào hắn đều là người bại lộ cuối cùng Vương Tôn, lá gan quá lớn, xa như lai, lá gan, hắn đâu biết lá gan là cái gì. Hắn làm những chuyện đó, có chuyện nào không phải chuyện rơi đầu, trên đời này sẽ không có chuyện gì hắn không dám làm. Có chuyện hắn không nói ra được, người ngay cả vô lượng quả cũng dám trộm, dám chạy tới thánh cảnh sông vào vô lượng viên trộm vô lượng quả, còn có cái gì là không dám làm. Thật ra ngay từ đầu hắn cũng không biết, sau đó Ngưu Hữu Đạo mới nói chuyện này cho hắn biết. Chuyện đã làm rồi, Hắn có thể nói được gì đây, không khiến người ta ngất không được mà. Trước đây ta nhìn chúng vào lá gan lớn của hắn, kết quả gan lớn tới nỗi làm lão tử run sợ. Hắn ẩn phía sau không sợ, người trong thiên hạ đều cho là hắn đã chết, chúng ta giúp hắn làm việc mới là người cả ngày phải lo lắng đề phòng. Trước đây vì mục đích của hắn, ta để hắn ở phía sau còn mình lên trước, bây giờ sao ta lại cảm thấy bị làm phản nhỉ? Vương Tôn ngượng cười, chuyện đã tới mức này cưới hổ khó xuống rồi, chỉ có thể tiếp tục kiên trì làm tiếp. Bên kia tiếp tục chơi, bên này phải tiếp tục chơi cùng, nếu không, bên kia chơi tới, bên này chạy không nổi. Sa Như Lai bỗng hỏi, sắp xếp chuyện đó sẽ không xảy ra sai lầm chứ? Vương Tôn, yên tâm, bọn họ bắt được tội phạm quan trọng, chuyện này không tra ra được, chính bọn họ cũng không dám gây phiền toái, tuyệt đối không dám để lộ chút nào đâu. Huống chi bọn họ căn bản không biết người đứng sau là ai, ta tự mình đứng ra nắm cục diện trong tay. Sa Như Lai khẽ thở dài, gửi tin tức cho bên kia đi chuyện còn chưa che đậy ổn thỏa xem hắn làm thế nào được vương tôn đồng ý đang muốn xoay người rời đi xa như lai đột nhiên nói mấy ngày nữa chính là ngày rỗ của tỷ tỷ ngươi ta khó mà làm được gì người giúp ta châm thêm hai nén nhang nhé ừm vương tôn yên lặng gật đầu trong thần sắc có vài phần buồn bã thậm chí đỏ cả vành mắt bước nhẹ rời đi trong mật thất của biệt viện mao lư vân cơ đi tới đưa mật báo chuyện đã ổn thỏa chỉ có điều xảy ra chút ngoài ý muốn đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa như hữu đạo mở hai mắt ra cầm mật báo kiểm tra xa như lai like gửi thư báo cho biết chuyện đã làm thỏa đáng người tham gia sau đã thành công bị bắt nhưng phiêu miểu các đã tra ra người thật sự tiết lộ bí mật là người khác vừa để tin trong tay xuống như hữu đạo bình tĩnh nói hồi âm lại bảo bên kia đừng lo lắng chỉ cần người bị bắt chứng minh lam mình đã làm được rồi để bọn họ làm tốt việc của mình là được còn lại chỗ ta sẽ xử lý tốt vân cơ dạ xoay người muốn đi Chờ đã, Nghiêu Hữu Đạo hô một tiếng, chợt cười lạnh nói, lấy danh nghĩa giả vô quần đưa tin cho Thiệu Bình Ba, cảnh cáo nhẹ, nếu có lần sau nữa, tất không tha thứ. Vân Cơ hỏi, chỉ có 12 chữ này, không có gì khác sao? Nghiêu Hữu Đạo, 12 chữ là đủ rồi, người khác e rằng sẽ không hiểu nhưng hắn ta nhìn cái sẽ hiểu ngay. Lần này chỉ là cảnh cáo, để hắn được một lần giáo huấn, kết quả còn ở phía sau, hắn cứ chậm rãi chờ là được. Vân cơ lắc đầu rời đi, có phần không chịu nổi những người này nữa, mới vừa liên thủ Kết Minh đã trong tối ngoài sáng phá lẫn nhau, đảo qua đảo lại, loại Kết Minh này đổi lại là ai cũng phải hết hồn. Chờ đợi lo lắng, đây đâu còn là Kết Minh liên thủ nữa. Nàng phát hiện ra mình như vậy cũng không có gì không tốt, bằng không nếu phải chống lại đám khốn giết người không thấy máu này, không theo kịp người ta, không phải sẽ bị chơi tới chết hay sao. Tấn Kinh, Thiệu phủ, sau khi nho sinh tới, đến lượt Lam Minh tới. Lần này là không mời mà tới. Thiệu Tam tỉnh tới thư phòng của Thiệu Bình Ba, tự mình canh giữ ở bên ngoài. Vừa thấy mặt, Lam Minh liền nổi giận, Thiệu Bình Ba mới vừa chắp tay muốn khách khí một phen, Lam Minh đã nắm chặt ngực áo gã, giọng căm giận nói: "Tại chú ý chết tiệt của ngươi, ta suýt nữa đã bị ngươi hại chết rồi." Thiệu Bình Ba ngẩn ra, "Làm sao vậy?" Lam Minh cả giận nói: "Người ta phái đi làm việc bị người của Phiêu Miểu các bắt tại chỗ." "Hả?" Thiệu Bình Ba thất kinh, muốn không căng thẳng cũng khó một khi Lam Minh xa lưới gã sao có thể chạy được vội la lên ngươi có bị bại lộ không Lam Minh đẩy gã ra đẩy mạnh tới mức gã phải lảo đảo đụng vào án thư phía sau nói nhảm nếu ta không khẩn cấp diệt khẩu người rồi thì nào đâu có tâm tư chạy tới chỗ ngươi lần trước Tề Kinh vì chủ ý tồi tệ của ngươi mà chết mất vài người lần này lại mất hai người nữa ta cho ngươi biết trên tay ta không có nhiều mạng người cho ngươi phí phạm nhiều lần vậy đâu về sau chuyện kiểu này ngươi tự động ngầm cái miệng thối của ngươi lại cửu thánh nick thân tới, người bị bắt tại chỗ, lần này thực sự là bị dọa sợ đái ra quần rồi. chương 1988, cây quả nở hoa rồi. Một, nghe nói đã diệt khẩu đúng lúc, xác thực làm thiệu bình ba thở phào nhẹ nhõm, thần sắc hơi suy tư kéo kéo áo trước ngực, hồ nghi. Tin tức người cung cấp không phải nói chỉ theo dõi thôi sao, phiêu miểu các không phải là không dám đánh rắn động cỏ sao. Lam Minh, quỷ mới biết làm sao, căn bản là không theo lẽ thường, đột nhiên liền bắt người của ta lại khiến bên ta không thể đúng lúc biết được tin tức, suýt chút nữa trở tay không kịp, suýt chút nữa không cứu kịp, suýt nữa hù chết ta rồi. Ta cho người biết, ta làm hỏng việc, người cũng không chạy được đâu. Thiệu Bình Ba suy tư một hồi, lại hỏi, nói cách khác, ra các chỉ đã mắc bẫy rồi, làm mình vùng tay lên, chạy rồi, lần này ta tới là muốn nói cho người chuyện này. Căn cứ vào tình huống sau đó được biết thì có người đã động thủ trước chúng ta, hẳn là đã mật báo trước một ngày, làm người sợ quá chạy mất. Hiện tại phiêu miểu các đang truy xét việc này. Thiệu Bình Ba hơi kinh sợ, còn có người nhúng tay vào việc này. Xem ra trong phiêu miểu các có không ít người có mưu đồ bất chính. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, giọng của Thiệu Tam Tỉnh truyền tới. Đại công tử Thiệu Bình Ba hô vào đi, làm mình lập tức đi tới trước một bức họa, chống tay giả bộ thưởng thức dáng chữ. Thiệu Tam Tỉnh mở cửa đi vào, truyền mật thư tới, cũng nói bên tai Thiệu Bình Ba không nói do ai gửi tới. Thiệu Bình Ba mở ra xem, chỉ thấy bên trên có 12 chữ cảnh cáo nhẹ, nếu có lần sau nữa, tất không tha thứ. Con người của Thiệu Bình Ba đột nhiên co lại, khóe miệng nhếch lên, nhìn chằm chằm chữ phía trên, hơi phất tay. Thiệu Tam tỉnh nhìn Lam Minh, lui xuống, đợi đi rồi, Lam Minh lập tức đi tới, không chút khách khí cứ như là nhà mình, một tay kéo mật thư qua, sau khi nhìn thì hỏi. Tin của người nào vậy, có ý gì? Người đắc tội với ai vậy? đây dường như là đang cảnh cáo người đó. Tin của người nào, thiệu bình ba há có thể không biết, thiệu tam tỉnh đã nói rất rõ rồi, giả vô quần gửi tới. Kẻ ngu cũng có thể nhìn ra trên mặt chữ chính là cảnh cáo, không cần đối phương nhắc nhở. Về phần có ý gì khác, gã liếc mắt liền biết, giả vô quần nhẹ nhàng nói, cảnh cáo nhẹ đơn giản chính là việc bên này âm thầm giam tin của gia cát trì, muốn mượn gió bẻ măng. trầm mặc một chút, hỏi, tiên sinh mới vừa nói có người mật báo trước để gia cát trì chạy thoát, Lam Minh ừng một tiếng, chợt ngẩn ra, đối phương hỏi một đằng, trả lời một nẻo làm y ý, ý, thức được gì đó, tay cầm mật thư run lên, hỏi dò. Ý của ngươi là có liên quan với chuyện này, tin là từ phe liên thủ với chúng ta gửi tới. Thiệu Bình Ba hơi gật đầu, thái độ không đến nơi đến trốn của đối phương, lại còn không chút nào buồn bực cả, còn ra các chỉ đã chạy thoát rồi nói rõ đối phương đã đắc thủ, chúng ta tham gia vẫn chưa ảnh hưởng đến kế hoạch của đối phương. Đổi một góc độ khác thì trong chuyện theo dõi Gia Cát Trì, trên tay đối phương còn có những nhân thủ khác không chỉ có mình chúng ta làm mình hơi chầm lại nói nói cách khác đối phương không chỉ có một con đường biết được tin tức bởi vì bên chúng ta không thể cung cấp tin tức bên kia qua một con đường khác biết được tin tức vẫn đắc thủ nói đến đây như hiểu ra cái gì cúi đầu nhìn về phía chữ viết trên mật thư trong nháy mắt hiểu ra cảnh cáo nhẹ là có ý gì mật thư này không chỉ đang cảnh cáo thiệu bình ba rõ ràng cũng cảnh cáo cả y đồng thời cảnh cáo người của y bị bắt lại đã tới mức này rồi làm sao có thể không rõ ý trong thư chứ. Bên này không thành thật bị bên kia phát hiện ra, vì vậy cho bên này giáo huấn một chút, giết người do y phái đi rồi. Chính là bởi vì hiểu ra nên Lam Minh càng giật, giết người của y, để đào tạo ra người có thể tin được không dễ dàng, sau đó lại kéo vạt áo của thiệu bình ba. Người đồ ngu xuẩn này, ngay cả đối phương nông sâu thế nào cũng không biết đã dám đơn giản để ta đi làm chuyện này, người coi ta là cái gì, người muốn hại chết ta sao. Thiệu Bình Ba phát hiện ra vị này sao lại có phần thiếu kiên nhẫn như vậy. Tiên sinh, không có gì lớn, chuyện đã qua rồi. Làm mình đích xác có chút thiếu kiên nhẫn, gần đây liên tiếp chịu thiệt, y đã cảm thấy mình rơi vào một tấm lưới không rõ, có cảm giác mặc cho người ta định đoạt. Cảm giác này làm cho y dối tung lên, tu dưỡng thánh tôn không còn sót lại chút gì. Chẳng còn cách nào, bất cứ việc nào trong số đó, chuyện nào bị lộ ra ngoài cũng sẽ phải rơi đầu. Qua rồi, làm mình đẩy gã một cái đến loạn choạng, chỉ vào mũi gã. Ta cho người biết, lần sau loại chuyện hư hỏng này đừng có tìm tới ta. Thiệu Bình Ba nhìn y, gật đầu, tiên sinh yên tâm, ngã một lần, lần sau ta sẽ cẩn thận hơn. Không có có lần sau đâu, Lam Minh khẳng định, lại tiến lên hỏi, người hãy thành thật nói cho ta biết, phe mới liên minh rốt cuộc là ai. Thiệu Bình Ba, ta cũng không rõ lắm, vừa nghe lời của đối phương đã biết là tuân thủ hứa hẹn hợp tác với bên giả vô quần kia, không bán đứng bên đó. Đương nhiên, bên kia hiển nhiên cũng hy vọng người biết càng ít càng tốt. Đã như vậy, gã làm sao có thể nói cho Lam Minh thân phận thật của bên đó được. Để Lam Minh biết rõ thân phận, phát hiện bên đó có thực lực mạnh hơn bên này, chắc chắn Lam Minh sẽ bỏ gã qua một bên, trực tiếp liên hệ với bên kia. Đây không phải kết quả gã hy vọng thấy. Lam Minh thốt lên, thối lắm, người không biết thân phận của đối phương làm sao có thể hợp tác cùng đối phương được. Dáng vẻ hỏi không ra thân phận bên kia thề không bỏ qua. Thiệu Bình Ba thong rong nói, người của khí vân tông hẹn gặp mặt, lập tức phải tới rồi. Chỗ ta đã nằm dưới sự giám thị của Hắc Thủy Đài, tiên sinh lấy thân phận này tới đây, ta sợ khí vân tông sẽ thuận tiện tìm người đó, hay là chúng ta trở về rồi liên lạc lại sau đi. Đây là muốn tiến khách, làm mình giận tím mặt, chỉ gã. Thiệu Bình Ba, người nghe kỹ cho ta, ta vẫn câu nói đó, nếu ta xảy ra chuyện gì, người cũng đừng mong chạy. Thiệu Bình Ba, người trên một cái thuyền, ai cũng không chạy được, tiên sinh có thể yên tâm. Biết là tốt rồi, làm mình tự tay vỗ hai cái trên mặt thiệu bình ba, sau đó hử lạnh một tiếng, vất tay áo rời đi. Thiệu bình ba lặng im đứng tại chỗ không nói. Chờ một chút, sau khi tiến khách xong, thiệu tam tỉnh vào lại, thấp giọng nói. Đại công tử, bên giả vô quần gửi tới 12 chữ là có ý gì? Thiệu bình ba bình tĩnh nói. Nhằm vào ra cát trì, bên chúng ta không phải người duy nhất có tin tức, bên chúng ta chậm chế báo tin không có bất kỳ ý nghĩa nào với bên giả vô quần, hắn vẫn đắc thủ như trước. Thiệu Tam tỉnh kinh sợ, nếu hắn có thể kịp thời biết được tin tức, chẳng phải là đã biết bên chúng ta giữ lại tin hay sao. Thiệu Bình ba xoay người, đi tới sau án ngồi xuống, phòng ấn mật thư để lên bàn. Cho nên mới có phòng mật thư cảnh cáo này, cho nên hắn mới phế người do Lam Minh phái đi, người do Lam Minh phái đi đã bị phiêu miểu các bắt lại rồi. Thiệu Tam tỉnh hết hồn, người bị bắt, sẽ không bại lộ liên lụy đến đại công tử chứ. Thiệu Bình ba lắc đầu, Lam Minh diệt khẩu đúng lúc, không thể tra tới đầu ta. Nếu đối phương dám làm như vậy, đã dám để cho người của Lam Minh bị phiêu miểu các bắt được chắc chắn là nhằm vào bố trí của Lam Minh, không phải diệt khẩu Lam Minh mà là đang để Lam Minh chạy trốn. Đơn giản là sẽ không để Lam Minh rơi vào tay phiêu miểu các, bằng không nhóm bọn họ cũng không chạy được. Nghe nói không có việc gì, Thiệu Tam tỉnh mới thôi lo lắng. Cao mày nói đối phương đã có con đường tin tức riêng, vì sao còn muốn để bên ta xuất thủ? Thiệu Bình ba từ từ nói. Chúng ta biết quá ít tình huống của bên giả vô quần, bình thường giả vô quần quá mức khiêm tốt, chúng ta biết rất ít tình huống của bản thân giả vô quần, không thể nào phân tích được ý đồ của họ. Chương 1989, cây quả nở hoa rồi. Hai, lợi dụng bên này không biết là vì để đảm bảo có nhiều con đường thu hoạch tin tức để xác định ổn thỏa, hay là muốn che đậy nhân mã một đường khác. Chỉ có điều có thể xác định rằng hắn biết ta sẽ mượn gió bẻ măng, nhất định đã chuẩn bị trước, bằng không dưới tình huống đó, Phiêu Miểu Các sẽ không vọng động sẽ không chuẩn xác bắt được người của Lam Minh. Nói cách khác, ngay từ đầu hắn liền đoán chắc ta sẽ làm cái gì, ngay từ đầu đã chuẩn bị châm biếm ta. Ai, thiệu tam tỉnh buông tiếng thở dài, bỗng tiến đến trước án thấp giọng nói. Đại công tử, đây chẳng phải là nói trong tay bên kia đang nắm giữ một tu sĩ Nguyên Anh sao? Thiệu bình ba, chuyện này rất bình thường, không phải là mưu đồ ngay từ đầu của đối phương sao? Hiện tại ta không lo chuyện này, thật sự phải lo lắng chính là ta căn bản không biết rõ đối phương nông sâu thế nào, mà đối phương lại rõ ta như lòng bàn tay, mỗi một bước ta đi dường như cũng ở trong lòng bàn tay đối phương, theo dõi ta gắt gao, điều này đơn giản là sâu không lường được. Có thể trong triều đình nước tấn mây mưa thất thường của ta tiềm hành lâu như vậy, còn dám ở dưới mí mắt của cửu thánh mà cướp người, qua nhiều năm như vậy, mọi người chỉ biết cái tên ẩn tương, chưa bao giờ có ai coi hắn ra gì, ẩn thân sâu xa làm người ta giận sôi người này còn kinh khủng hơn cả như hữu đạo vẻ mặt thiệu tam tỉnh nhất thời lo lắng. Phải làm sao mới ổn đây, ta làm sao lại có cảm giác như bảo hổ lột ra vậy. Thiệu bình ba chậm rãi dựa lưng vào ghế, mọi việc có lợi có hại, từ một góc độ nào đó thì hắn có năng lực mạnh mẽ vậy chưa chắc là chuyện xấu, bình thường hạng người như vậy sẽ không làm chúng ta bị hại chết đâu. Hắn có năng lực phân cao thấp với cửu thánh, nếu thật có thể thành công, mượn sức hắn cũng không phải không thể. Thất quốc, chiến sự phía tây còn đang rằng co, thế cục càng lúc càng bất lợi với tần quốc và tề quốc đầu tiên là lòng muốn tự vệ của đám quyền quý. Mà bầu không khí của giới tu hành cũng chợt căng thẳng, chỉ vì động tính của phiêu miểu các quá lớn. Đa phần người trong giới tu hành cũng không biết chuyện gì xảy ra, phiêu miểu các thỉnh thoảng điều động nhân thủ các phái hiệp trợ truy tra gì đó. Còn nội bộ của phiêu miểu các thì càng cảm nhận được mãnh liệt hơn. Đối mặt với manh mối đứt đoạn, hoặc không muốn nỗ lực điều tra tiếp. Hiện thời đang điều tra trong lúc chuyện xảy ra mọi người trong nội bộ đang ở đâu, tất cả người có hiểm nghi đều bị bắt, thẩm vấn xác nhận đối với những người mất tích trong lúc đó, mỗi người đều bị điều tra quan hệ với bên ngoài. trong mật thất nam châu, như hữu đạo cầm trong tay tin tức do xa như lai like truyền tới. nội dung tin tức rằng chuyện ra các chỉ bại lộ vấn đề lớn trong nội bộ của phiêu miểu các khiến cửu thánh thực sự tức giận, đã tạo áp lực bắt các phái tham gia điều tra người trong phiêu miểu các. trong vòng nửa năm nếu không tra ra cái gì thì toàn bộ sẽ phải chết. ném tin tức lên bàn, như hữu đạo nở nụ cười. Đường ra hót không của phiêu miểu các sợ rằng đang nhức đầu đây. Vân cơ, trong vòng nửa năm không tra ra cái gì, tất cả người tham gia điều tra đều phải chết, có thể liên lụy tới người liên quan tới người không? Ngưu hữu đạo, nếu như là người của ta, ta đương nhiên sẽ đảm bảo, yên tâm, bọn họ biết nên báo cáo kết quả thế nào, làm mình không phải đã chuẩn bị xong cho bọn họ rồi sao? Vân cơ sửng sốt, ngươi muốn bán đứng Lam Minh, Ngưu Hữu Đạo chắp tay đi tới đi lui, bán cũng phải để ý đúng mực, nếu không sẽ tự gài bẫy chúng ta, ta sao có thể để hắn rơi vào tay phiêu miểu các được không kể tới Lam Minh không có bối cảnh thân phận của hắn, hắn có là cái gì đâu, giá trị thực sự của Lam Minh là ở đầu mối kinh doanh mấy năm nay trong tay hắn, cho nên hắn có ở vô biên các hay không cũng không quan trọng. Chuyện của Gia Cát Trì không nhỏ, chạm đến vảy ngược của cửu thánh, từ khi nhúng tay vào chuyện của Gia Cát Trì thì đã có thể tưởng được phía sau sẽ có động tĩnh không nhỏ, người xem, đã bắt đầu rồi. Vô lượng xiên tạm thời do diệp niệm đại diện vô hư thánh địa tỏa chấn, đang bồi hồi dưới mái hiên của hành lang, rất sầu lo nhớ lại tên học trò ngao phong của mình kỳ nghỉ sớm đã qua ngao phong lại chậm chạp không về nhóm bọn họ nghỉ bây giờ lại không thấy người khắp nơi bên ngoài cũng không tìm ra không biết đã xảy ra chuyện gì bên vô hư thánh địa đã tham gia vào việc này hỏi gã xem có chuyện gì xảy ra gã nào biết là có chuyện gì xảy ra không còn cách nào khác phải đi khai báo đang lúc này đột nhiên có một người trong vô hư thánh địa chờ tới vội vã tới bên cạnh gã trầm giọng nói chấp sự đã xảy ra chuyện. Diệp Niệm quay đầu lại hỏi, xảy ra chuyện gì, người đến nói, cây vô lượng quả nở hoa rồi. Trong nháy mắt Diệp Niệm trợn to hai mắt, khuôn mặt khó có thể tin. Người nói cái gì, phàm là người biết rõ tình hình đều biết, nhất là người thường canh giữ trong vô lượng chiên, vô lượng quả chỉ cần còn trên cây thì cây sẽ không nở hoa, chỉ có khi trái bị hái đi mới có thể có hoa nở, đột nhiên nở hoa là có ý gì. Người đến nói, Người luân phiên trực ở đó theo lệ tuần tra kiểm kê, lúc tới đột nhiên phát hiện cây quả nở hoa rồi. Nói láo, làm sao có thể đột nhiên nở hoa? Diệp Niệm tức giận gào một câu, có phần khó kiềm chế được, nhanh chóng lắc mình rời đi. Đợi gã chạy tới gần cây vô lượng quả, phát hiện bên ngoài cây vô lượng quả đã có một đám người tụ tập, chỉ trỏ vào cây vô lượng quả, hơn nữa còn đang không ngừng có người tới thêm. Còn dưới tàng cây vô lượng quả, ba con nhà tướng đã hiện hình người, giống như yêu ma thủ dưới tàng cây, không cho người bên ngoài tới gần người bên ngoài cũng không dám tới gần nhỡ đâu kinh động tới làm hỏng trái cây ai cũng không kham nổi trách nhiệm đẩy đoàn người ra đi tới phía trước diệp niệm định thần nhìn phát hiện trái vẫn còn đang trên cây cũng không thấy chỗ nào nở hoa không nhịn được hỏi một câu hoa nở ở đâu đứng ở phía trước đều là người có địa vị một lão đầu tóc bạc ở một bên chỉ ngón tay nhìn xem trên trạc cây nhỏ kia diệp niệm đặc biệt nghiêng đầu nhìn theo ngón tay ông ta nhìn thấy trên chặt cây nhỏ có một cái nụ hoa nụ hoa rõ ràng đã nứt ra một chút dường như đang muốn nở rộ vậy không khỏi hoài nghi nói ngươi xác định đây là nở hoa sao ở đây có ai từng thấy hoa của cây vô lượng quả lúc nở thế nào không lão đầu bạc than thở ban đầu cũng không tin nhưng nhìn thấy có điểm dị thường lo cây sẽ gặp chuyện gì không may nên mới mời người tới nhìn thử kết quả càng nhìn càng giống nụ hoa ngươi lên trên không trung nhìn chỗ nứt ra mà xem bên trong còn có nhụy hoa cũng không cần đi lòng vòng tìm, vừa vặn là 12 đóa. Mẹ kiếp, trái cây còn đang ở đó, tại sao lại nở hoa chứ, không phải nói chỉ cần trái cây còn trên cây thì sẽ không nở hoa hay sao? Lúc này Diệp Niệm lên không chung, tìm được góc độ thích hợp mở pháp nhãn nhìn vào trong nụ hoa, kết quả thật sự thấy nhụy hoa sắc đỏ như máu qua chỗ nứt. Gã lại lượn một vòng nhìn kỹ, không nhiều không ít, đích thực là 12 đóa. Lượn một vòng trở về, gã hoài nghi hỏi, dường như thật sự nở hoa rồi vừa kết quả lại vừa nở hoa đã có ai nghe tới việc này chưa lão đầu tóc trắng ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây chuyện này sợ rằng phải hỏi thánh tôn đã từng hái quả tới mới biết được diệp niệm nhíu mi hoa này hẳn là không phải mới nở một tối sao bây giờ mới phát hiện bên cạnh có người nói hoa chưa nứt chỉ có mụn trắng trái còn đang yên lành trên cây hoa lại chỉ có một đốm nhỏ bình thường đâu có ai chú ý tới chuyện này không trách được ai đến trước mặt thánh tôn cũng ăn nói được Diệp Niệm quay đầu lại hỏi: "Các ngươi bẩm báo Thánh Tôn chưa? Chương 1990 có độc, còn chưa? Mới vừa phát hiện, mọi người phải bàn xem việc này nên làm thế nào đã chứ." "Có gì mà phải bàn, đương nhiên là lập tức báo với Thánh Tôn. Đây không phải là việc nhỏ, nếu có gì ngoài ý muốn phải truy cứu trách nhiệm, chúng ta không ai thoát được đâu." "Lo lắng cái gì chứ, cây này một cây có hai trái, ra thêm quả cũng là chuyện tốt, chứng tỏ chúng ta bảo vệ tốt, truy cứu trách nhiệm cái gì?" cứ làm như vậy đi mở trận môn ra mỗi người đều phải truyền tin bẩm báo cho người bên mình đại trận mở ra nhiều lần dễ gặp chuyện không may mọi người cùng nhau nghĩ cách báo cáo trước đi ở trước trận môn đối mặt với nhau cùng phóng kim xí sí truyền tin được cứ quyết định như vậy đi sau khi chín vị chấp sự quyết định thì lập tức tự rời đi về nơi ở của mình nghĩ viết báo cáo không lâu sau mỗi người lại ôm kim xí sí ra ngoài lần lượt tập hợp ở cửa vào trận môn cửa đại trận mở ra chín vị chấp sự cùng ra khỏi trận môn, cùng nhau tự tay cho kim sí truyền tin cất cánh. nhìn theo kim sí đi xa, chín người lui về trong trận. trận môn lần nữa đóng lại. chín người vẫn đang tiếp tục bàn tán chuyện này vì chưa nghe tới bao giờ. đại la thánh điện, đệ tử của la thu là lục chi trường đi nhanh vào đại la điện, đi thẳng tới tĩnh viện ở hậu điện, leo lên gác cao, hai tay dâng thư cho la thu đang đứng chắp tay dựa vào lan can. sư tôn, phô lượng viên gửi minh tín tới. minh tín, la thu quay đầu thấy sắc mặt của đồ đệ có phần cổ quái, lục tri trường nói là minh tín nói là cây vô lượng quả nở hoa rồi, là thù bỗng nhiên xoay người đối mặt nở hoa rồi nói bậy trái không phải vẫn đang ở trên cây sao? Lần trước ta tới còn tận mắt thấy nở hoa gì, hoa mắt cả lũ rồi sao? lục tri trường có chút xấu hổ, đệ tử cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng trong tin chính là nói như vậy, theo lý thuyết không thể vọng môn được, trong thư thuật lại cũng cảm thấy kỳ quái, mời sư tôn xem qua rồi tính. Chuyện này khiến người ta khó hiểu, chính y cũng không biết nên ứng đối thế nào cho tốt. La Thu cầm thư vào tay, sau khi nhìn thì không nói hai lời, lắc mình phá không rời đi. Vô song thánh địa, trong dục trì lượn lờ hơi nước, thân thể lữ vô song uyển chuyển trần như nhộng ngâm mình trong làn nước, dựa vào thành ao. Nữ đệ tử An Du Nhi quỳ ở phía sau, cúi người vuốt hai vai. Nhắm mắt hưởng thụ, lữ vô song chợt hỏi, người vẫn còn ở yêu ma lĩnh sao? An Du Nhi, vẫn ở đó, cơ sở ngầm trong yêu ma lính vẫn theo dõi, có khác thường sẽ báo lại đúng lúc. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng của nam đệ tử Liễu Phi Tinh. Sư Tôn, có báo cáo nhanh, An Du Nhi quay đầu nhìn lại, thấy phía sau xa mạn có bóng người ẩn hiện. Giọng nói Lữ Vô Song nặng nề, nơi này là nơi người có thể tới sao? Liễu Phi Tinh nhất thời sợ hãi nói, Sư Tôn, là vô lượng viên đã xảy ra chuyện, nhận được báo cáo nhanh, nói là cây vô lượng quả nở hoa rồi. Vù, bể nước lập tức vang lên không hóa thành một tấm màn nước che người ở bên trong, sau đó An Du Nhi đứng dậy lui ra. Chờ một chút, Lữ Vô Song tóc tai rối tung đi ra từ trong màn nước, không câu lệ trở về trong ao. Phất tay đẩy sa mạn, Lữ Vô Song chân trần đi ra, đi xuống bậc thang. Liễu Phi Tinh cúi đầu không dám nhìn thẳng, hai tay nâng thư lên. Sau khi xem thư thì Lữ Vô Song nhíu mày, sau đó chợt rời đi. Cây vô lượng quả sao lại có thể nở hoa? An Du Nhi đi từ trong sa mạn ra, đi tới bên cạnh Liễu Phi Tinh thấp giọng hỏi một câu. Liễu Phi Tinh lắc đầu, không biết, liếc mắt nhìn nơi sư tôn tắm rồi nhanh chóng xoay người rời đi, đây không phải nơi mà gã nên ở lại. Trên đại tuyết sơn gió tuyết thổi mạnh, trong băng cung, một bức tường băng trong suốt nhìn được xuyên qua bên kia, mơ hồ có một người bị đóng băng trong đó. Giọng nói của tuyết bà bà giàu dĩ truyền ra từ trong bức tường băng. Cây vô lượng quả làm sao có thể nở hoa được, bạch vô nhai khom người nói, trong báo cáo nhanh nói như vậy, bức tường băng như được làm từ nước nhanh chóng nở ra lộ ra tuyết bà bà đang kết băng ở bên trong một thân chống gậy chậm rãi đi ra sau khi nhìn báo cáo nhanh bóng người bục một tiếng biến mất để lại vài tiếng băng vụn rơi trên mặt đất ngoài vô lượng viên một thân ảnh dáng từ trên trời xuống tóc dài phất phới cánh tay để trần mắt hổ chứa uy chính là ô thường mở cửa ra ô thường trầm giọng quát vừa mới nói xong hào quang đã hiện lên vô lượng viên đột nhiên xuất hiện cũng nhanh chóng mở một cánh cửa ra. Không đợi người ở cửa hành lễ, ô thường đã hóa thành hư ảnh lóe lên mà vào. Thân hình lóe lên rơi vào bên ngoài cây vô lượng quả. Dòng suối bao quanh vang lên tiếng róc rách ở bên ngoài, tám người cùng quay đầu nhìn lại. Nguyên sắc, Lữ Vô Song, Tuyết Bà Bà, Mục Liên Trạch, Trường Tôn Di, La Thu, Lam Đạo Lâm, Đốc Vô Hư, tám người đã đến đông đủ. Tới trễ nhất chính là ô thường, không có cách nào, không phải tốc độ phi hành của y chậm nhất mà là y là nhân tài mới xuất hiện trong cửu thánh. chờ sau khi y quật khởi cũng chỉ có thể chiếm được một nơi vắng vẻ, tin báo cũng nhận được muộn nhất, vì vậy nên mới tới chậm. ở gần người thuộc cửu thánh cũng đều khoanh tay đứng yên. ô thường liếc nhìn ô nha đã hiện hình người đang thủ hộ dưới tàng cây, nhìn trái rõ ràng còn đang treo trên cây, hỏi có ý gì? đốc phô hư trầm giọng nói có ý gì đâu, sợ ngươi suy nghĩ nhiều nên mới chờ ngươi, cất ba con điều nhân của ngươi đi thôi ô thường hỏi chỗ nào nở hoa rồi trong ánh mắt rõ ràng có sự cảnh giác chợt nhìn vẫn chưa thấy hoa đâu trái cây rõ ràng vẫn còn ở đó trên cây có trái lại vẫn nở ra hoa không phải là đang nói đùa hay sao phản ứng đầu tiên là không tiêu tốn tinh thần lực ngược lại còn đề phóng tám người kia lo có phải có người gài bẫy mình tới hay không ngươi mù sao la thu chỉ tay nhìn cho kỹ ô thường khẽ nâng mắt thuận theo hướng gã vừa chỉ quả nhiên là thấy được một nụ hoa vừa mới nở rộ lông mày rậm cao lại, lật bàn tay một cái, bàn tay hiện lên mây đen đánh về hướng ba con nha tướng. Ba con nha tướng nhất thời thu liếm hồng quang trong mắt lại, hình người cũng thay đổi, biến thành ba con quả mắt đỏ vỗ cánh bay tới, rơi lên vai của ô thường. Lúc này cửu thánh mới lần lượt lắc mình qua dòng suối, nhao nhao đi về hướng nụ hoa ở trên cây, lần lượt tự tay kiểm tra nụ hoa. Lữ vô song nhẹ nhàng dẫm trên nhánh cây, vươn đầu ngón tay ra sờ vô lượng quả màu hồng đào. Kết quả ngón tay vừa mới đụng vào thì đột nhiên sắc mặt đại biến, năm ngón tay đột nhiên túm vào cả quả kéo một cái, hái vào trong tay. Động tĩnh này gây chú ý tới tám người khác, tuyết bà bà chợt cười lạnh một tiếng. Lữ vô song, đã nói trái trên cây là để dự bị, người đang phá hỏng quy củ đấy. Mặt lữ vô song như xương lạnh, lạnh lùng nói. Lão yêu bà, trước tiên bà nhìn những trái này thế nào đã rồi hãy nói. Ô thường quay đầu nhìn trái cây bên cạnh người mình, cũng tự tay chộp vào tay, ngơ ngẩn, trên mặt chợt hiện lên vẻ giận dữ. Trái cây cầm trong tay, năm ngón phát lực, trái cây bục một tiếng vỡ vụn, bọt nước văng khắp nơi, một thứ nho nhỏ lóe hồng quang nằm trong lòng bàn tay y. Mọi người cũng nghe tiếng rồi nhìn về phía vật phát quang trong lòng bàn tay y, tiếp đó sắc mặt mỗi người đều đại biến, nhanh chóng hái một quả vào tay. Mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm thứ đang sáng lên trong lòng bàn tay, Ô thường chậm rãi dương mắt lên, ánh mắt nhìn về phía mọi người lại ẩn chứa sát khí, từ từ trầm giọng nói: "Đây là ý gì?" Thưa vị có phải nên cho ta một lời giải thích hay không? Bụp, nữ Vô Song cũng bóp vỡ vô lượng quả trong tay, cũng có một vật phát sáng nằm trong lòng bàn tay. Tiếng bụp bụp liên tiếp vang lên, mỗi người đều bóp vỡ vô lượng quả trong tay. chương 1991, hoặc tâm tán. Cầm mảnh vụn phát sáng, Mục Liên Trạch đột nhiên trầm giọng nói. Là một mảnh hồng châu trong thất sắc bảo châu của hồng bạng biển. Ngón tay lại xoa lên một cái, không ngờ trên vật đó có nước, rõ ràng có thể cảm giác được không phải nước bình thường, trong nước có trộn thêm vật gì đó, hơi có độ dính. Không ổn, trong nước có độc, Lữ Vô Song chợt kinh hô một tiếng, mạnh mẽ quăng vật trong tay đi. Không cần ai nhắc nhở, mọi người đều đã cảm thấy độc tính trong nước đang thẩm thấu vào trong cơ thể, nhanh chóng vứt vật trong tay đi, mỗi người đều mang sắc mặt đại biến thi pháp áp chế độc tính lan tràn. Mà tuyết bà bà không chỉ vứt vật sáng nhỏ đi mà còn đánh một trường, như thần lằn cắn đứt đuôi cầu sinh, ngay cả một bàn tay cũng bị văng ra ngoài theo. Một bàn tay bị chặt đi của bà ta chợt hóa thành băng xương, đóng băng cả diện tích mấy chục trượng mặt đất quanh đó, dòng suối cách đó không xa cũng bị hóa băng trong một khu vực. Mọi người ở trên cây thấy như vậy thì lập tức nhớ lại, bằng vào yêu thể đặc thù này của lão yêu bà, độc đối với lão yêu bà này không có ích gì. Tuyết bà bà nhìn chỗ tay bị đứt của mình tỏa ra bông tuyết, bông tuyết nhanh chóng ngưng kết thành bàn tay khắc ra từ băng, trong bông tuyết có lam quang, đợi lam quang thu lại, lần nữa biến trở lại dáng vẻ bàn tay bình thường trong miệng liên tục cười lạnh nói lại là hoặc tâm tán người ở xung quanh cửu thánh nhìn thấy cảnh này thì thấp thỏm lo âu hiểu được tại sao cây vô lượng quả lại nở hoa thì ra bọn họ bảo vệ không phải là vô lượng quả không biết đã bị người nào trộm đi rồi trên cây chỉ còn lại trái cây giả nhìn dáng vẻ như vậy người trộm trái cây chẳng những trộm trái đi mà còn hạ độc ở trong quả giả nữa hoặc tâm tán nghe nói tới cái tên này người xung quanh cửu thánh nhìn nhau dĩ nhiên không phải là kịch độc gì, e rằng thậm chí không được gọi là độc dược nữa, chỉ là một loại mê huyễn dược bẩn thỉu trong giới tu hành mà thôi, vậy mà lại có người động tay làm việc này ở trong vô lượng quả giả. Thứ độc hoặc tâm tán này không chết người, thậm chí còn không có tác dụng với người bình thường, chỉ có tác dụng trong cơ thể tu sĩ có pháp lực, vốn có hiệu quả trí huyễn. Đối với tu vi pháp lực của tu sĩ cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn có thể đánh giết bình thường. Nhưng thứ này có một khuyết điểm lớn nhất, vấn đề màu sắc của nó rất dễ dàng bị phát hiện. Dưới tình huống bình thường, thứ này đều là do người có tâm bất chính dùng để đối phó với nữ nhân để làm chút chuyện bất chính. Biện pháp giải độc cũng đơn giản, chỉ cần một cái lá vấn tâm thảo là được. Vấn tâm thảo là một trong những linh thảo luyện chế linh nguyên đan, xem như là một loại linh thảo khá thường gặp trong giới tu hành. Nói cách khác, dùng một viên linh nguyên đan là có thể giải độc. Nhưng vấn đề là, muốn tiêu trừ ảo giác của hoặc tâm tán cần thời gian, tu sĩ thông thường cần thời gian khoảng một ngày, đối với cửu thánh thì không biết cần bao lâu. Không cần tuyết bà bà nhắc nhở, tám thánh khác cũng đã nhận ra, mình lại bị lật thuyền trong mương, ngay cả loại thủ pháp thấp hèn cấp thấp đơn giản này cũng không phát hiện ra, lại còn đơn giản đã trúng chiêu, bị đồn ra ngoài thì không biết sẽ mất mặt thế nào. Cũng lĩnh hội được người hạ độc bụng giả khó lường, thậm chí có thể nói là âm hiểm. Đặt thứ hạ đẳng này trong đó, đây là dự đoán được khi bọn họ phát hiện ra vô lượng quả là giả sẽ làm tâm tình họ thay đổi, ảnh hưởng đến suy tính bình thường của bọn họ. Độc ở đâu ra, ngón tay của ô thường sờ nước trên tay, nhìn chầm chầm lữ vô song, hỏi. Ngươi chúng độc rồi à? Dáng vẻ của Lam Đạo Lâm cũng như không có chuyện gì xảy ra hỏi lữ vô song. Những người khác đều tỏ ra hư không bị sao, nhìn chầm chầm nàng. Ánh mắt lữ vô song lóe lên liếc nhìn tuyết bà bà, hiểu tâm tư của những người khác, lời bà ta vừa ra khỏi miệng nên không còn cách nào thu hồi, trầm giọng nói. Ta đây chỉ bị người ta hạ độc, thiên cơ tán. Bà ta nói tên một loại độc đặc biệt, Ánh mắt của Tuyết bà bà trở nên kỳ lạ, ánh mắt quét tới quét lui trên người tám người khác, không biết thái độ của tám người này thật hay giả, nhất thời không dám hoàn toàn khẳng định. Bụp bụp bụp, liên tiếp ba tiếng vang lên, Ô Thường bấm tay bắn ra ba luồng pháp lực đánh nát ba trái vô lượng quả còn lại trên cây. Bọt nước văng khắp nơi, đều rơi ra một vật phát quang, không ngoại lệ, toàn bộ đều là giả. Vô lượng quả 30 năm nở hoa một lần, 30 năm kết quả, 30 năm quả chín, bây giờ đột nhiên nở hoa không phải các người nói trái trên cây đã 200 năm chưa từng hái sao. Chư vị có phải nên cho ta một lời giải thích hay không? Ô thường chợt tức giận quát một câu, mục liên trạch, ngươi không phải là bị chúng hoặc tâm tán tới mức đầu óc xảy ra vấn đề đấy chứ. Hiện tại nở hoa, nói rõ trái cây đã bị trộm từ 30 năm trước rồi, trước đó ngươi đã tiến vào thánh cảnh, vô lượng viên đã bố trí trước khi ngươi ở đây, trái trên cây này ngươi đã tự tay tiếp xúc, sờ rồi, giả hay không chẳng nhẽ ngươi không phân biệt nổi hay sao. 30 năm trước, mọi người lần lượt suy nghĩ, vô lượng viên có chuyện gì kỳ quặc hay không? La Thu đột nhiên nói, ô thường, nhà tướng trên cây kia là do người bố trí, người đã nói có nhà tướng ở đó, không ai có thể lặng yên không một tiếng động đánh cắp trái cây đi được. Người hỏi bọn ta có phải đang lừa dối hay không, bây giờ chúng ta ngược lại muốn hỏi ngươi nên ăn nói như thế nào đây? Ô thường trầm giọng nói, trên đời không có tuyệt đối, trái đã bị đánh cắp dưới mí mắt nhiều thủ vệ như vậy, Đâu chỉ vấn đề ở mấy con quả, muốn ta nói cái gì Mắt thấy mấy người tranh cãi rùm beng lên, hoàn toàn không có dáng vẻ bị trúng độc Tuyết bà bà không lên tiếng, vẫn ở chỗ cũ, ánh mắt lóe lên sự kỳ lạ, quan sát phản ứng của mọi người Nguyên sắc đột nhiên vui tươi hớn hở cười nói Lão yêu bà, nơi đây chỉ có mình bà không lên tiếng, chẳng lẽ trong lòng có quỷ Tuyết bà bà cười lạnh nói Tên mập chết bầm, đừng nên nói bậy nói bà ngậm máu phun người, như hiểu đạo nói bị ám sát không biết có liên quan gì tới việc này hay không, ta thấy ngươi và Lữ Vô Song là khả nghi nhất. Ngữ điệu của nguyên sắc đột nhiên trở nên bén nhọn trước nay chưa từng có, chỉ vào tuyết bà bà lạnh lùng nói. Ta thấy trái cây chính là do bà trộm, ánh mắt chợt quét về phía những người khác, chư vị, các ngươi nói ta nói có lý không? Nhìn thấy tên mập luôn cười híp mắt đột nhiên có thái độ cường ngạnh như vậy, trong nháy mắt mọi người liền hiểu ý đồ của gã, lúc này không phải lúc thảo luận trái cây bị người nào trộm. Trường Tôn Di Hắng giọng nói. Không sai, lão yêu bà này hiểm nghi lớn nhất, bắt trước nói sau. Tuyết bà bà đảo qua mọi người chợt dâng lên sát cơ với bà ta, lúc đó mới bừng tỉnh hiểu ra những người này đều chúng hoặc tâm tán, sợ độc thủ của bà ta, vì an toàn, nghĩ không chế trụ dược tính trước, liên thủ giết chết bà ta đã. Đối mặt với 8 người liên thủ, bà ta căn bản không phải đối thủ, nếu không thể thoát, ngày hôm nay bà ta liền chết chắc. Hiểu nhanh, phản ứng cũng mau, một đám tiện nhân, để lại một câu mắng, bụp một tiếng phá tan tán cây, phóng thẳng lên cao. Trong tiếng cành lá bay loạn xạ, tám người khác đồng thời phóng lên cao, truy sát. A, à, trên không trung, Tuyết bà bà đột nhiên thét chói tai, quải trượng trong tay cách không đánh ra một kích. Ầm, um, một tiếng vang động trời, quản trạng ba quang hình đôi cánh bị bà ta lấy tu vi cường đại đánh thành một cái hang, trong nháy mắt xuyên hang mà đi. Trong tiếng vang đùng đùng, đại địa chấn động, toàn bộ vô lượng viên dường như đều chấn động bốn phía vô lượng viên đều vang lên tiếng nổ, đất đá văng tung tóe. Oản trạng ba quang tan vỡ, cả tòa đại trận bảo hộ vô lượng viên trong nháy mắt bị tuyết bà bà lấy tu vi cường đại phá nát. Chương 1992, hoặc tâm tán là thứ nghiêu hữu đạo muốn một. Trận này vốn dĩ là có tác động báo động phòng hộ, ngay cả tu sĩ Kim Đan đánh cũng không thể đỡ nổi thì làm sao có thể chống đỡ được tu vi cường đại của tu sĩ Nguyên Anh.